chương 2292, lãnh ngạo nữ thần y. Ơ, 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 ta còn không có cho các ngươi làm giới thiệu đâu này, hai người các ngươi cũng đã trong này chàng chàng thiếp thiếp rồi. Vừa lúc đó lý thất dạ đều vẫn không nói gì, đột nhiên một thanh âm xông ra. Ở thời điểm này Phạm Diệu chân không biết rõ từ nơi nào thoáng cái xông ra, trêu chọc đối với lý thất dạ cùng tần Thược dược vừa cười vừa nói, lúc này nàng vẻ mặt nắm chặt cùng mập mờ, giống như lý thất dạ cùng tần thực dược tầm đó có cái gì không thể gặp người sự tình đồng dạng. So về giảo hoặc tinh quái phạm diệu chân đến. Tần thực dược da mặt tự mỏng rất nhiều, nàng lập tức là trặng mây đỏ nhùm hồng cả mặt, vì đó một xấu hổ, phun một tiếng, nói ra, sư tỷ lại đến trêu cợt nhân gia. Phạm diệu chân thần thái tự tại, nhõng nhẽo cười lên, đối với lý thất dạ giới thiệu nói ra, cây thực dược thế nhưng mà chúng ta bách hoa cốc tiểu sư muội người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đại sư huynh có thế chớ khi dễ nàng, không phải vậy chúng ta đều không đáp ứng. Đối với một cách tinh quái phạm diệu chân, lý thất dạ cũng không khỏi cười lắc đầu. Bất quá đâu này, cây thực dược sư muội lời nói thế nhưng mà có đạo lý. Cây thực dược tại dược lý bên trên tạo nghệ, tại chúng ta trường sinh cốc là không người có thế so đấy, đại sư huynh nhất định phải hảo hảo cùng chúng ta cây thực dược sư muội luận bàn một chút. Phạm Diệu chân nhõng nhẽo cười lấy, Đối với Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược hai người mở trừng hai mắt, thần Thái Giang có ba phần mập mờ. Tần Thược Dược trong các nàng xếp hạng chót nhất, với tư cách tiểu sư muội, Tần Thược Dược cũng tại dược lý phương diện biểu hiện ra tuyệt thế thiên phú, tại đây một phương diện tạo nghệ, nàng có thể nói là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể nói, tại trước mắt trường sinh cốc, bất luận là linh dược đang thảo gieo trồng còn là dược lý điều phối, cái này một phương diện sự tình đều do Tần Thược Dược đến chủ trì sư tỷ lại đến cười ta rồi tại chúng ta trường sinh cốc ai chẳng biết sư tỷ mới là thiên phú thứ nhất đang đạo vô song tần thược dược mặt đỏ lên nhẹ giọng nói tần thược dược lại nói chính là tình hình thực tế thực sự không phải là nâng phạm diệu chân chỉ có điều phạm diệu chân làm người một cách tinh quái đang cùng nàng ở chung thời điểm rất nhiều người đều quên nàng tại đang đạo bên trên tạo nghệ là hết sức kinh người đấy nghe tiểu sư muội vừa nói như vậy cái kia sư tỷ tựu có chút lân lân rồi, chúng ta trường sinh cốc ba đẹp, chính là vạn thống giới khó lường thiên tài mỹ nữ, như thế nói đến, còn là chúng ta sư tôn dạy bảo có phương pháp. Phạm Diệu chân nhõng nhẽo cười lên, nháy một cái tú mục, dĩ dõm trêu chọc lên. Nhìn xem Phạm Diệu chân dáng dấp, lý thất dạ không khỏi cười cười. Chúng ta trường sinh cốc ba đẹp, chính là tuyệt thế đại mỹ nhân, ta cùng thực dược mùi tử hai vị này mỹ nhân, đại sư huynh cũng đã gặp rồi, thừa dịp đại sư huynh lúc này có rảnh, ta vì đại sư huynh giới thiệu một chút chúng ta trường sinh cốc cái khác đại mỹ nhân. Đại sư huynh còn có hứng thú. Lúc này Phạm Diệu Chân nắm chặt cười khẽ. Nguyên lai trường sinh chân nhân tọa hạ có ba cái đệ tử, tại các nàng ba cái trong hàng đệ tử Phạm Diệu Chân xếp hạng thứ nhất, tần thực dược sắp xếp tại chót nhất, mà đổi thành một cái đệ tử mục nhã lan sắp xếp tại thứ hai. Có cái gì không được chứ? Lý thất già cười cười vậy đi thôi. Phạm Diệu Chân khẽ cười một tiếng, nói ra, ta còn muốn đại sư huynh cho chúng ta bình luận một chút chúng ta trường sinh cốc ba đẹp bên trong ai mới là đẹp nhất đây này. Ta trước tiên đem băng hỏa nộ hủy quản lý một phen. Sư huynh cùng sư tỷ đi thôi. Tần thược dược ông nhu nói. Nàng thật đúng là có chút sợ bị bị đại sư tỷ treo cợt, tại các nàng bách hoa cốc bên trong, một khi bị đại sư tỷ treo cợt, mặc kệ ngươi là ai đều sẽ đau đầu. Cũng thế, lần này liền tiện nghi ngươi rồi, cho ngươi lâm trận đào thoát. Phạm Diệu Chân nhõng nhẽo cười lên, cũng không có miễn cưỡng tần thược dược, lôi kéo lý thất dạ tự vãn ngoại bào. Phạm Diệu Chân cũng không có chút nào kiên kỵ, cũng không sợ nam nữ thụ thụ bất thân, như là một cái giả nha đầu, lôi kéo lý thất dạ nhanh chân tự hướng bách hoa cốc bên ngoài chạy tới. Phạm Diệu Chân đích thật là một cái có ý tứ nữ hài tử, nàng một khi đoan trang lên, chính là một cái khí chất cao quý mỹ nữ một bộ thần nữ phạm, một khi điên lên, đó cũng là một cái mười phần khiến người đau đầu giả nha đầu. Ngoài trường sinh cốc, căn phòng phập phòng, có từng gian nhà, càng là có tạm thời chỗ dựng lều vải. Cái này là trường sinh cốc một cái phân đà, bách y đường, đây cũng là trường sinh cốc trường kỳ đối ngoại cởi mở một cái phân đà, cái này phân đà tiếp thu đến từ chính vạn thống giới bất kỳ địa phương nào người bệnh. Cho nên khi Phạm Diệu chân lôi kéo Lý Thất Dạ nhảy vào bách y đường thời điểm, một cổ vị thuốc đập vào mặt, toàn bộ bách y đường náo nhiệt vạn phần, không chỉ là có trường sinh cốc đệ tử ra ra vào vào, càng là rất nhiều đến từ chính vạn thống giới các nơi tu sĩ, phàm nhân đến đây tại đây cầu y. Cái này là trường sinh cốc cùng rất nhiều đạo thống không đồng dạng như vậy địa phương, tại rất nhiều đạo thống mà nói, quản chi là tự mình đạo thống trong phạm nhân, đó cũng là cùng dung giới kém không thể nghi ngờ, trên thực tế, tại toàn bộ tu sĩ giới chỉ sợ không có có bao nhiêu người sẽ đi coi trọng phạm nhân nhưng trường sinh cốc bách y đường lại không đồng dạng trường sinh cốc bách y đường không chỉ là đối mặt thiên hạ tu sĩ cởi mở cũng đối với thiên hạ phạm nhân cởi mở ra hơn nữa bách y đường mặc hướng phạm nhân thời điểm thu phí cũng công đạo thậm chí là miễn phí cũng chính bởi vì như thế trường sinh cốc tại thế gian có được lấy vô cùng tốt danh tiếng hơn nữa có rất nhiều phạm nhân tại bách y đường học y bọn hắn chỉ là tại bách y đường học y thuật mà thôi thực sự không phải là tu luyện cũng chính bởi vì như thế, xuất thân từ Bách Y Đường Đại Phu có thể nói là trải rộng nhân gian, cái này nhường trường sinh cốc giữ hưởng nổi danh. Đem làm lý thất giả dạ bị phạm diệu chân lôi kéo nhảy vào trăm bệnh viện thời điểm, gặp được không ít người bệnh đến đây cầu y, có thụ thương tu sĩ, cũng có được bệnh nặng phạm nhân, muôn hình muôn vẻ, đến từ chín năm sông bốn biến. May mắn Bách Y Đường có đầy đủ đại phu, ngoại trừ Bách Y Đường học y đệ tử bên ngoài, cũng không có thiếu học y phạm nhân đệ tử đã ở bách y đường đến khám bệnh tại nhà phạm diệu chân lôi kéo lý thất dạ xông vào bách y đường tận cùng bên trong nhất một cái sân bên trong chỉ thấy trong nội viện có một nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lúc này nàng đang tại cúi đầu lật xem người bệnh bệnh lịch nữ tử này ăn mặc một thân áo trắng cao vén lên mái tóc lông mày lông mày nhẹ miêu như núi xa khói nhẹ nàng một đôi tú một sáng ngời hữu thần lúc nàng ánh mắt ngưng tụ thời điểm thần quan khiếp người, toàn bộ có nói không nên lời đại khí. Nữ tử mặt kiều nộn, tuổi trẻ không hề đại nàng, nhưng lại có đoan trang thành thục khí tức, nàng tự như một đóa xuất thủy hoa sen, có nói không nên lời cao thượng, càng nhìn kỹ, lại càng giống là một đóa hàng mai, lăng sương ngạo tuyết, cho người một cổ lạnh lẽo vắng vẻ xa cách cảm giác. Nữ tử này chính là trường sinh cốc ba đẹp một trong, cũng chính là bách hoa cốc nhị sư tỷ mục nhã lan. Trường sinh cốc ba đẹp, ai có người ấy mục đích bản thân am hiểu, với tư cách đại sư tỷ phạm diệu chân tinh thông đang đạo, mà tần thược dược thì là giỏi về dược lý, về phần xếp hạng thứ hai mục nhã lan thì là y thuật không tay, diệu thủ hồi xuân, tại trong tay nàng không biết rõ từng đã cứu bao nhiêu tánh mạng. Nhã lan, nhã lan, ta giới thiệu cho ngươi một cái đại xuất ca làm quen. Lúc này Phạm Diệu chân lôi kéo Lý Thất Dạ vọt lên tiếng đến, vừa đi vừa kêu to, cũng không để ý cái gì thuộc nữ hình tượng. Cái kia nha đầu ngốc dáng dấp khiến người nhìn một phát là thấy hết. Nghe được Phạm Diệu chân kêu la, cúi đầu xem bệnh lịch mục nhã lan bất đắc dĩ ngẩng đầu đến, nhẹ nhàng mà nhăn một chút lông mày, nói ra, sư tỷ, làm sao vậy? So sánh với bách biến Phạm Diệu chân đến, đoan trang ổn trọng mục nhã lan càng giống là đại sư tỷ, thậm chí so về ôn nhu tha thứ tần thực dược đến, có đôi khi người đến bị điên Phạm Diệu Chân đều càng giống là một cái tiểu sư muội. Phạm Diệu Chân đứng ở nơi đó, vỗ lý thất giả dạ bả vai, vừa cười vừa nói, Nhã Lan, ngươi cảm thấy cái này đại xuất ca như thế nào? Cùng ngươi xứng không? Nói xong khuỷu tay đặt ở lý thất giả dạ trên bờ vai. Một bộ cùng lý thất giả dạ tốt bạn thân dáng dấp. Phạm Diệu Chân như vậy người đến bị điên dáng dấp, nhưng lý thất giả dạ đều dở khóc dở cười. Mục Nhã Lan chỉ là bình thản liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói ra, sư tỷ, ta tại đây còn có rất nhiều người bệnh chờ đâu này. Nói xong cúi đầu xem trong tay bệnh lịch. Trêu chọc ngươi chơi. Phạm Diệu Chân khẽ cười một tiếng, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói ra, đây là chúng ta đại sư huynh, sư tôn lão nhân gia tọa hạ thủ tịch đệ tử, hôm nay dẫn hắn đến cho ngươi làm quen, ngươi không cần thiết ngạo mạn tuy nhiên phạm diệu chân người đến bị điên thời điểm khiến người rất bất đắc dĩ. Nhưng lúc nàng một mặt trang lúc thức dậy, đích thật là khí thế áp người, nàng vị này bách hoa cốc đại sư tỷ cũng không phải hư danh nói chơi chi nhân. Nghe được phạm diệu chân lời này, một nhã lan ngẩng đầu lên, nhìn nhìn lý thất dạ, nhẹ gật đầu, hướng lý thất dạ thăm hỏi, mời đến nói ra, đại sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mục Nhã Lan đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, trên thực tế trước đó nàng lại làm sao biết đạo lý thất dạ là thần thánh phương nào đâu này, mời đến về sau, một nhã lan cúi đầu tiếp tục xem trong tay bệnh lịch. Mặc dù nói lý thất dạ là trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, mà một nhã lan yên nguyên lộ ra xa cách lạnh lạnh, tự hồ bất luận kẻ nào đều khó tại tiếp cận nàng đồng dạng. Đại sư Huynh chính là y đạo đang thuộc vô sông, càng là thông thạo tại dược lý, chính là chịu mọi người chi thành, thừa sư tôn y bác. Lý thất giả cũng còn không có mở miệng, Phạm Diệu chân liền vì Lý thất giả nói khoát lên, nói ra, sư muội xác nhận hướng đại sư huynh luận bàn một chút, thỉnh giáo một phen y đạo huyền diệu. Có rảnh rảnh chắc chắn hướng đại sư huynh thỉnh giáo. Mục Nhã Lan vẫn không có ngẩng đầu, vẫn là nhìn xem trong tay bệnh lịch, bình bình đạm đạm nói một câu như vậy. Cái này ứng phó mà nói, đơn giản là xuất từ ở đối với Phạm Diệu chân tôn kính, dù sao Lý thất giả vị này đột nhiên xuất hiện đại sư huynh, tại trường sinh cốc là thốn công không lập, cũng chưa chắc có thể dẫn tới nhắc đến người tôn trọng. Chọn ngày không bằng gặp ngày đâu này, vậy hôm nay như thế nào? Phạm Diệu chân cười khẽ, dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh lý thất dạ lòng ngực, mở trừng hai mắt, một bộ tác hợp lý thất dạ cùng một nhã lan dáng dấp. Nhìn xem một cách tinh quái Phạm Diệu chân, lý thất dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đối với hắn mà nói, lãnh đạm xa cách một nhã lan cũng không có thể chỉ dẫn chú ý của hắn trái lại người đến bị điên phạm dịu chân càng làm cho người cảm thấy có ý tứ. Sư tỷ, ngày gần đây trong tay của ta người bệnh rất nhiều, ngày khác như thế nào? Mục Nhã Lan yên nguyên không ngẩng đầu, chỉ là ứng một câu, không hề nghi ngờ, nàng lời này coi như là hạ lệnh trục khách rồi, nàng cũng không có hướng lý thất dạ lãnh giáo ý tứ. Vừa lúc đó, ngoài cửa có người đệ tử vọt lên tiếng đến, lập tức hướng Mục Nhã Lan báo cáo, đường chủ, độc vương giá lâm. Vừa nghe đến tin tức này, Mục Nhã Lang lập tức đứng lên, nói ra, nhanh chóng thỉnh, ta lập tức đi qua. Nói xong, nàng nói với Phạm Diệu Chân, sư tỷ, ta nơi này có một bệnh nhân cần độc vương xuất thủ tương trợ, ta đi trước trông thấy hắn, tựu không phụng bồi rồi. Sau đó hướng Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, coi như là mời đến, quay người liền đi. chương 2293, Độc Vương. Tại một nhã lan chạy rồi về sau, Phạm Diệu Chân lập tức dùng khuỷu tay đỉnh một chút lý thất dạ, nhõng nhẽo cười nói, Đại sư Huynh, nên ngươi biểu hiện thời điểm rồi. Biểu hiện cái gì? Lý thất dạ liếc Phạm Diệu Chân liếc. Phạm Diệu Chân nhõng nhẽo cười nói, đương nhiên là cầm xuống sư muội của chúng ta rồi, ngươi không thấy được sao? Độc vương hoàn quyền uy đến rồi, hắn nhưng là đối với chúng ta nhị sư muội ái mộ đã lâu, không biết rõ truy cầu chúng ta nhị sư muội đã bao lâu, hiện tại ta nhị sư muội thỉnh hắn đến hỗ trợ, cái này chẳng phải là cho hắn tốt thời cơ. Mắc mới gì đến ta? Lý thất giả hứng thú thiếu thiếu, lắc đầu. Phạm Diệu chân hoàng lý thất giả liếc, nói ra, lời nói cũng không thể nói như vậy, tục ngữ thường nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ta nhị sư muội lớn lên đã xinh đẹp, lại có thiên phú, nhân tâm diệu thủ, tốt như vậy cô nương đi đâu bên trong tìm đây? tốt như vậy cô nương, làm sao có thể nhường vạn thọ quốc vương bác đảng cướp đi. Lý thất giả xem xét nàng liếc, vừa cười vừa nói, ngươi đây là bảo vệ sư muội của ngươi, còn là có chủ tâm muốn đối địch với vạn thọ quốc đâu này. Cả hai đều có. Bị lý thất giả một cái nói toạt ra, Phạm Diệu chân cũng không đỏ mặt, lẽ thẳng khí hùng nói, chúng ta nhị sư muội như thế xinh đẹp lãnh ngạo, nhân tâm thánh thủ tốt cô nương, đương nhiên là gã chúng ta trường sinh cốc thiên tài rồi, ví dụ như đại sư huynh nhân tại như vậy. Về phần vạn thọ quốc nha, hừ, 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 bọn này bạch nhãn lan bổn cô nương đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi, với tư cách đại sư tỷ ta, đương nhiên là có nghĩa vụ đi đã kích như vậy một đám bạch nhãn lan. Phạm Diệu Chân đem lời này nói được lẽ thẳng khí hùng, cũng không có cái gì ẩn lấy dịch lấy đấy. Nàng nói ra như vậy buổi nói chuyện, cũng không phải cái gì ân oán cá nhân vạn thọ quốc xưng là là trường sinh đạo thống cường đại nhất cương quốc, bọn hắn dầm ngó, thèm thuồng trường sinh cốc đây không phải là một ngày hai ngày sự tình, vạn thọ quốc sớm đã có tâm cướp lấy, chỉ có điều kiên kỵ tại trường sinh cốc thâm bất khả trắc, một mực không dám động thủ mà thôi. Phạm Diệu Chân với tư cách một đời tuổi trẻ đại sư tỷ, đừng nhìn nàng thỉnh thoảng người đến điên, trên thực tế nàng có rất nhiều đệ tử không sở hữu thấy xa cùng trí tuệ, nàng cũng minh bạch vạn thọ quốc đối với trường sinh cốc dầm ngó thèm thuồng cho nên trong lòng nàng đối với vạn thọ quốc ông lấy cảnh giác cùng địch ý. Cái này cũng không có quan hệ gì với ta. Lý thất giả cười nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ai nói không có quan hệ gì với ngươi rồi. Phạm Diệu chân mắt trắng không còn chút máu, phiền muộn nói, ngươi thế nhưng mà chúng ta trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, nếu là thủ tịch đại đệ tử, tự có nghĩa vụ giữ gìn trường sinh cốc, ngươi nói có đúng hay không? Tuy là nói như vậy, Lý thất già dạ sờ lên cái cầm, nói ra, nhưng, với tư cách thủ tịch đại đệ tử, sao lại không bao quát đi nhường ta tán gái cái gì đấy? Đương nhiên, nếu như ngươi thiệt tình muốn đã kích một chút vạn thọ quốc cái gì đấy, ngươi cũng phải xuất ra điểm chỗ tốt cho ta đi. Tục ngữ thường nói, có tiền có thế mà xui quỷ khiến. Hừ, nghĩ kỹ chỗ cũng không khó, trước cho ta áp chế áp chế độc vương nhuệ khí, đương nhiên rồi, nhất tất yếu đấy đây chính là đem chúng ta nhị sư muội cua tới tay, chúng ta nhị sư muội thế nhưng mà chúng ta trường sinh cốc hòn ngọc quý trên tay, cũng không thể nhường ngoại nhân cướp đi. Phạm Diệu chân trừng lý thất dạ một tiếng, âm thanh cách cứ nói. Đem nhị sư muội cua tới tay. Lý thất dạ nhìn thấy Phạm Diệu chân, Cười mỉm nói, nói chung, chuyện như vậy ta sẽ không làm đấy, chẳng lẽ ngươi là muốn mua một tặng một, ngâm ngươi nhị sư muội? ngươi cái này kiêu ngạo sư tỷ chính là không phải cũng nhất định gã tới. Ngươi nghĩ đến xuống Mỹ. Phạm Diệu chân lập tức mặt đỏ lên, dù sao nàng là một cái hoa cúc khuê nữ, quản chi nàng lại lớn gan, nói đến nói như vậy đệ, cũng là sẽ thẹn thùng. Phạm Diệu chân hung hăng khoét lý thất giả dạ liếc, nói ra, hừ, ngươi vẫn còn đủ lòng tham, muốn hưởng tề nhân chi phúc, rất thối đấy. Hừ, hừ, muốn tán tỉnh chúng ta sư tỷ mùi, loại kia ngươi lập được công rồi nói sao? Nếu như ngươi đánh tan vạn thọ quốc, đừng nói là ta cho ngươi gã đi, nói không chừng ngươi còn có thể một hơi lấy chúng ta bách hoa cốc ba mỹ nhân. Phạm Diệu chân lời này cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng không hề nghi ngờ nàng đem vạn thọ quốc coi là trong lòng họa lớn, coi là trường sinh cốc lớn nhất tai họa ngầm, cho nên nàng cái này đại sư tỷ có áp chế, đánh tan vạn thọ quốc thấy xa. Lời này của ngươi nói được ta là tim đập thình thịch cái này đều đem xương cốt của ta nói sóc giòn rồi, một ông ba đẹp, đây là cỡ nào hương diễm hấp dẫn sự tình. Lý thất giả nở nụ cười. Hừ, chờ ngươi đánh tan vạn thọ quốc làm tiếp cái này mộng tưởng hảo huyền cũng không muộn, hừ, hiện tại tự như một ông ba đẹp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Phạm Diệu chân mặt nóng lên, hung hăng trắng rồi lý thất giả liếc. Nói như vậy, ngươi đây là coi được ta rồi, đối với ta tin tưởng mười phần rồi, nhận định ta nhất định có thể đánh tan vạn thọ quốc rồi. Lý thất giả nở nụ cười, nói ra, bị một mỹ nữ như thế coi trọng, cái kia thật sự là nhường ta thụ sủng nhược kinh, ta cũng không biết ta có cường đại như vậy bổn sự. Đương nhiên, lý thất giả không có chút nào thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Thiếu cho ta ba hoa. Phạm Diệu chân trắng rồi lý thất giả liếc, nói ra, trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử đâu là tùy tiện người nào đó đều có thể đem làm đấy, ta sư tôn trí tuệ, lại đâu là bình thường phạm phu tục tử phỏng đoán đấy. Phạm Diệu chân lời này nói được rất bình thản, điều này không nghi ngờ chút nào là đối với sư phụ nạn trường sinh chân nhân mười phần tin tưởng. Nói được ta có chút lân lân. Lý thất dạ sờ lên cầm, vừa cười vừa nói, bất quá nha, nếu như ta là như vậy bất phàm, cũng không phải ai cũng có thể gả cho ta đấy, coi như là đế nữ tiên tử chỉ sợ cũng có thể là cho ta đem làm rửa chân nha đầu mà thôi. Ta biết rõ ngươi xuống Mỹ rồi, thiếu cho ta ba hoa, địch nhân đều công cùng chúng ta đại bản doanh rồi, còn không mau cho ta đã kích đã kích uy phong của hắn. Nói xong, Phạm Diệu chân cũng mặc kệ lý thất giả có đồng ý hay không, lôi kéo hắn quay người bỏ chạy, hướng mặt ngoài chạy tới. Ở bên ngoài, một nhã lan tự mình đã tiếp kiến đến từ chính vạn thọ quốc độc vương hoàng quyền uy. Hoàng đạo huynh vạn dặm bôn ba, một đường khổ cực. Gặp được độc vương hoàng quyền uy, một nhã lan ông quyền, vẫn là lạnh lạnh xa cách. Bảy phần khách khí, ba phần xa cách. Bất luận cái gì thời điểm, một nhã lan cũng như hàng mai ngạo tuyết, lộ ra lạnh lẽo vắng vẻ, tự hồ đối với bất luận kẻ nào đều là như vậy xa cách đồng dạng. Ở đâu, ở đâu, một sư mùi lẫn nhau mời, lại xa cũng muốn đến, chỉ cần một sư mùi một câu, hết thảy mệt nhọc được coi là cái gì. Độc vương hoàn quyền uy lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, một đôi mắt tràn đầy ái mộ chi tình, một đôi mắt tham lam nhìn qua một nhã lan, tự hồ là trăm xem không chán. Độc vương hoàn quyền uy xưng là là độc vương, trên thực tế tuổi trẻ không hề đại. Hắn rất tuổi trẻ, ăn mặc một thân thanh y, rất có vài phần phong phạm, tự như một kẻ thư sinh, chỉ có điều hắn quanh năm cùng độc vật ở chung, trên thân luôn mang theo một cơ âm khí, khiến người không rét mà run. Độc Vương Hoàn Quyền Uy là Vạn Thọ Quốc đệ tử, cũng là Vạn Thọ Quốc thiên tài, là Hồi Xuân Công Tử sư đệ. Chỉ có điều hắn đang đi con đường cùng Hồi Xuân Công Tử không đồng dạng. Độc Vương Hoàn Quyền Uy chỗ nghiên cứu chính là dược lý chi đạo, nhưng hắn vui hơn yêu nghiên cứu các loại độc thảo độc trùng, tu luyện mười phần sâu xa độc thuật. Độc Vương Hoàn Quyền Uy đối với một nhã lang ái mộ đây cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa Hoàn Quyền Uy tự cho mình lớn cao tự cho là mình một thân độc thuật không thuật, cùng y thuật vô song một nhã lan vừa vặn xứng đôi, huống chi xuất thân từ vạn thọ quốc hắn, cũng xứng đôi trường sinh cốc. Về phần vạn thọ quốc không ít trưởng bối, cũng là thích thấy như vậy, nếu như nói hoàng quyền uy có thể lấy được trường sinh cốc thiên tài đệ tử, cái này đối với bọn hắn vạn thọ quốc mà nói không thể nghi ngờ là trăm lợi không một hại. Ta nơi này có một bệnh nhân, chính là chúng ta trường sinh cốc bàn chi một vị trưởng bối, hắn tại nhập thâm cốc hái thuốc thời điểm không cẩn thận trúng độc. Loại độc này hung mảnh, không cách nào trừ tận gốc, tiểu mùi cũng là thuốc thủ vô sách. Hoàng đạo huynh chính là độc thuộc vô song, cố mời hoàng đạo huynh xuất thủ tương trợ. Mục Nhã Lan từ từ nói. Mục Nhã Lan trưởng quản bách y đường, bách y đường mỗi ngày đều có trên trăm người bệnh, bình thường người bệnh không cần nạn tự mình ra tay, chỉ có điều có một vị trường sinh cốc bàn chi trưởng lão hái thuốc trúng độc, Mục Nhã Lan mấy lần ra tay, đều không thể bỏ đi trên người hắn kịch độc, chỉ có thể vì hắn ổn định thương thế, không cho kịch độc lan tràn. Tại trừ độc vô công phía dưới. Mục Nhã Lan không thể không hướng thông thạo độc thuộc Hoàng Quyền Uy đưa ra mời. Nên phải đấy, nên phải đấy, vạn thọ quốc cùng trường sinh cốc chính là người một nhà, sư muội có việc muốn nhờ, ta nhất định toàn lực tương trợ, quản chi là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Hoàng Quyền Uy lập tức nói, hắn một đôi mắt không thể ly khai qua một nhã lan xinh đẹp khuôn mặt. Hoàng đạo huynh độc thuộc vô song, hy vọng trưởng lão cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Một nhã lan nhẹ nhàng mà gật đầu. Vừa lúc đó, Phạm Diệu chân lôi kéo lý thất dạ lao đến rồi, nàng nhõng nhẽo cười nói, chúng ta cũng đi thăm một chút trưởng lão. Nhìn một chút lão nhân gia ông ta thương thế. Chứng kiến Phạm Diệu chân, Hoàng Quyền Uy cũng không dám lãnh đạm, lập tức ông Quyền, nói ra, nguyên lai là phạm sư tỷ đã lâu đã lâu sư tỷ đang đạo chỉ sợ lại là tinh tiếng không ít rồi phạm diệu chân chính là trường sinh cốc trẻ tuổi đại sư tỷ quản chi nàng rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại nhưng nàng tại trường sinh đạo thống có rất cao địa vị ở trong ở trong so ra kém hoàng sư đệ độc thuật đến kém nhiều hơn kém nhiều hơn lúc này phạm diệu chân một chút cũng không giống nha đầu ngốc đoan trang quý khí một bộ đại sư tỷ phái đoàn đã hoàng sư đệ cũng đến, vậy không thể tốt hơn rồi. Phạm Diệu chân mỉm cười, nói ra, chúng ta còn lo lắng trưởng lão thương thế đâu này, hiện tại xem ra, hoàng sư đệ vừa ra tay, nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Không dám, không dám. Hoàng quyền uy bề bộn nói là nói, chỉ cần trưởng lão đích thật là trúng độc, những thứ khác ta là không dám khoe khoang khoác lác, chỉ cần là độc vật, ta đều có phá giải chi thuật. Nói đến đây, có vài phần ngạo mạn, trong lúc chưa phát giác cũng hết lòng ngực. Theo độc thuật mà nói, đây thật là đáng giá hoàng quyền uy kiêu ngạo sự tình, dù sao tại độc thuật bên trên tạo nghệ. Tại trẻ tuổi không có bất kỳ người nào có thể so ra mà vượt hắn hoàng quyền uy rồi, nếu không hắn cũng sẽ không có độc vương danh xưng. Việc này rất tốt. Phạm Diệu chân điểm nhẹ đầu, nói ra, ta đang định thỉnh đại sư huynh nhìn một cái trưởng lão độc tổn thương đâu này, xem ra không nhất định cần đại sư huynh xuất thủ. Phạm Diệu Chân vừa nói như vậy, Mục Nhã Lan cũng không khỏi liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, nàng cũng không biết đây là ai chủ ý, hoặc là đây là Lý Thất Dạ giật dây Phạm Diệu Chân đến quấy một quấy lần này vũng nước đục, dù sao sư tỷ vẫn đối với tại vàng thọ quốc ông lấy cảnh giác. Vị này chính là bị Phạm Diệu Chân vừa nói như vậy, Hoàng Quyền Uy đúng lúc này mới chú ý tới Lý Thất Dạ. chương 2294, khí thịnh khinh người. Trước đó, Hoàng quyền uy cũng không chú ý tới Lý Thất Dạ, bất luận từ chỗ nào một phương diện xem, Lý Thất Dạ đều không xuất chúng, bình bình thường thường mà thôi, khiến người xem xét liền biết là Trường Sinh cốc bình thường đến không thể lại bình thường đệ tử. Vị này chính là chúng ta Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, cũng là đại sư huynh của chúng ta. Phạm Diệu chân lập tức giới thiệu Lý Thất Dạ. Đại sư huynh Hoàng Quyền Uy cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, hắn còn thật không có nghe qua trường sinh cốc có như vậy một vị đại sư huynh. Tại hắn trong ấn tượng trường sinh cốc trẻ tuổi lớn nhất đúng là Phạm Diệu chân vị đại sư này tỷ rồi. Nguyên lai là đại sư huynh nha, kính đã lâu, kính đã lâu. Hoàng Quyền Uy trong lòng không cho là đúng, chỉ là gật đầu chào hỏi, liền ông quyền đều lười rồi. Trường sinh cốc chính là trường sinh đạo thống chính thống, trưởng chấp nhất trường sinh đạo thống quyền hành, theo đạo lý mà nói, với tư cách trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, như vậy tương lai nhất định là kế thừa trường sinh chân nhân đại vị, có thể nói là một cái quyền cao chức trọng nhân vật. Nhưng Hoàng Quyền Uy lại không đem lý thất giả để ở trong lòng diện. Theo Hoàng Quyền Uy, với tư cách đại sư huynh, lý thất giả vậy mà thanh danh không lộ ra, ở bên ngoài một điểm thanh danh đều không có, chớ nói chi là cùng bách hoa cốc ba đẹp so sánh với. Liền sư muội của mình cũng không sánh bằng. Có thể nghĩ hắn vị đại sư này huynh là cỡ nào hư danh nói chơi rồi, như vậy một vị đại sư huynh ở mọi phương diện tạo nghệ chỉ sợ cũng thường thường mà thôi, tự như tướng mạo của hắn đồng dạng, cũng không kiệt xuất chỗ. Lớn như vậy sư huynh đơn giản là chiếm được sớm bái nhập trường sinh cốc tiện nghi, sớm người một bước thành đại sư huynh mà thôi. Cũng chính bởi vì như thế, hoàng quyền uy trong nội tâm đối với lý thất giả có ngạo mạng tâm, căn bản không đem lý thất giả để ở trong lòng diện. Đối với Hoàng quyền uy mời đến, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nói như vậy, đại sư huynh cũng là hiểu độc thuật trội hả? Vốn Hoàng quyền uy không đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng, nhưng Lý Thất Dạ đây chỉ là cười cười tư thái, lại làm cho Hoàng quyền uy trong lòng cảm thấy Lý Thất Dạ tại làm dáng rồi, sinh lòng không vui. Hắn độc vương chính là uy danh hiển hách, nổi tiếng trường sinh tam kiệt một trong, xuất thân cao quý. Bao nhiêu người đối với hắn tôn kính có thêm nữa hiện tại lý thất giả như vậy một vị thường thường không có gì là đại sư huynh lại ý vào tự mình trước bái nhập trường sinh cốc, vậy mà ở trước mặt hắn ra dáng, cái này nhường ngạo mạn hoàng quyền uy trong nội tâm có chút khó chịu. Chúng ta đại sư huynh đang, y, dược, độc đều hiểu, mọi thứ thông thạo. Lý thất giả vẫn không nói gì, Phạm Diệu chân lập tức nói. Nguyên lai là như thế, thất kính, thất kính, đến lúc đó nhất định hướng đại sư huynh lãnh giáo một hai. Hoàng Quyền Uy nở nụ cười một chút, mười phần ngạo mạn. Hắn căn bản không tin tưởng nói như vậy. Theo Hoàng Quyền Uy, Phạm Diệu Chân theo như lời đan, y, dược, độc đều thông thạo, cái kia đơn giản là giữ gìn trường sinh cốc mặt mũi mà thôi. Nếu như nói lý thất giả thật là đan, y, dược, độc đều mọi thứ thông thạo mà nói, như vậy một thiên tài không thể nào là yên lặng vô danh rồi, đã sớm là siêu việt bọn hắn trường sinh tam kiệt dù sao trường sinh cốc một cái như vậy thủ tịch đại đệ tử, cũng không thể bị người nói được như vậy tầm thường vô vi a. Cho nên hoàng quyền uy xem ra, cái này đơn giản là phạm diệu chân là hướng lý thất dạ trên mặt thiếp vàng mà thôi. Trưởng lão độc thế nghiêm trọng, không thể trì hoãn, hoàng đạo huynh độc thuộc vô song, còn có lao hoàng đạo huynh ra tay. Mục Nhã Lan nhẹ nhàng mà nhíu một chút lông mày, từ từ nói. Mục Nhã Lan cũng nhìn ra được, Sư tỷ là muốn mượn lý thất dạ chi thủ đi đã kích hoàng quyền uy, đây cũng không phải là nói là một nhã lan hữu tâm đi giữ gìn hoàng quyền uy, với tư cách thầy thuốc nàng là lo lắng hơn trưởng lão độc tổn thương mà thôi, bởi vì vị trưởng lão này độc tổn thương đã trì hoãn rất lâu rồi, không thể trì hoãn nữa rồi. Đối với lý thất dạ vị này thủ tịch đại đệ tử, một nhã lan cũng là kỳ quái. So sánh với xem xét thời thế phạm diệu chân đến, một nhã lan càng thêm thuần túy, nàng càng nhiều nữa tâm tư cùng tinh lực là đặt ở y đạo phía trên, đối với bên ngoài đại thế biến ảo, quyền thế chi tranh cũng không có hứng thú. Cho nên lý thất giả như vậy đột nhiên xuất hiện một vị thủ tịch đại đệ tử, một nhã lan cũng là kỳ quái, nhưng cũng không nhiều đi cân nhắc, không giống Phạm Diệu chân xem đến như vậy thấu. Hiện tại Phạm Diệu chân lại nói lý thất giả thông thạo đan dược, y, độc, đây cũng không phải là là một nhã lan không tin Phạm Diệu chân chỉ có điều nàng không muốn đi cầm người bệnh tánh mạng đi mạo hiểm như vậy mà thôi. Nhưng có Độc Vương danh xưng hoàng quyền uy đi vì trưởng lão trừ độc, không hề nghi ngờ là sao giao cho Lý Thất Dạ càng ổn thỏa, dù sao hoàng quyền uy độc thuật là người trong thiên hạ công nhận đấy, về phần Lý Thất Dạ, nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc, đối với hắn cũng không phải đặc biệt có lòng tin. Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng quyền uy lập tức vừa cười vừa nói, mà lại nhường ta đi xem trưởng lão độc tổn thương đợi có không hiểu chỗ, kính xin đại sư huynh thỉnh giáo một ít. Hoàng quyền uy cũng chẳng qua là ngoài miệng khách sáo một hai câu mà thôi, hắn nói lời này thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Lý Thất Dạ. Trong lòng hắn xem ra, chỉ cần là trúng độc, hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, cần như là mèo cũng được mà chó cũng được nhúng tay sao. Huống chi, cái này đối với hắn mà nói, đây chính là tại gia nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện cơ hội tại mỹ nhân trước mặt triển lộ một chút tự mình tuyệt thế vô song độc thuật, nói không chừng có thể được đến mỹ nhân ưu ái. Nếu là như thế, cái kia còn chờ cái gì, nhanh đi cho trưởng lão nhìn xem. Phạm Diệu chân lập tức lôi kéo lý thất giả dạ hướng bên trong chạy tới. Sư muội thỉnh. Hoàng quyền uy phong độ nhẹ nhàng, hướng mục nhã lan không người. Ưu nhã cao quý. Không có so với, tự không có thương hại, theo hoàng quyền uy, hắn cái này phong độ nhẹ nhàng thiên tài, không biết rõ so lý thất và loại này phổ la đại chúng bình thường tiểu tử mạnh bao nhiêu. Hoàng đạo huynh, thỉnh. Mục Nhã Lan cũng khách khí gật đầu, cùng Hoàng Quyền Uy cùng nhau đi vào. Tại trong phòng giường gỗ bên trong nằm một cái lão già, lão giả này thân hình cao lớn, một đôi mắt lăng lệ ác liệt, dường như đôi mắt ưng bình thường, có khí thế nhiếp người, chỉ là lão giả này lúc này nằm ở trên giường rất là thống khổ, chịu đựng lấy kịch độc tra tấn, cả người cũng là gầy không ít. Lý thất giả cùng Phạm Diệu chân sau khi đi vào, lão già gian nan ngồi dậy, nói ra, Phạm cô nương, thứ cho lão đầu không thể đứng dậy đón chào. Lão giả này đúng là Phạm Diệu chân các nạn trong miệng theo như lời trưởng lão, hắn họ dương, là trường sinh cốc bàn chi một vị trưởng lão, bởi vì một lần hái thuốc trúng kịch độc, quản chi là một nhã lan xuất thủ cứu giúp, đều yên nguyên không cách nào bỏ đi trên người hắn kịch độc, chỉ có thể là ổn định hắn độc thế mà thôi, không cho nó tiếp tục khuếch tán. Dương trưởng lão chớ khách khí, đều là người trong nhà. Phạm Diệu Chân từ từ nói. Có trường sinh cốc đại sư tỷ phong phạm. Lúc này Mục Nhã Lan cùng Hoàng Quyền Uy cũng cùng nhau đi đến, thấy được Mục Nhã Lan, Dương trưởng lão bề bộn là hỏi nói, một cô nương, còn có phương pháp. Dương trưởng lão bị kịch độc tra tấn tốt một thời gian ngắn rồi, thật là thống khổ, nếu như không phải Mục Nhã Lan xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn là chết thảm tại kịch độc phía dưới rồi nhưng là một nhã lan cũng vẫn là không cách nào xua tán trên người hắn kịch độc gần đây một nhã lan cũng một mực tư tìm cách phá giải cái này nhường dương trưởng lão đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào một nhã lan trên người trưởng lão yên tâm chúng ta là sẽ không ngồi yên không lý đến đấy nhất định sẽ chữa cho tốt trên người trưởng lão kịch độc một nhã lan trịnh trọng nói 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 xong nàng vì hoàn quyền uy giới thiệu nói Ta vị trưởng lão mời tới danh y, vị này chính là Độc Vương Hoàng đạo huynh, tin tưởng hắn có thể cởi bỏ trên người trưởng lão kịch độc. Nguyên lai là hoàng hiền chất giá lâm nha, thất nghinh, thất nghinh. Vừa nghe đến hoàng quyền uy đại danh, Dương trưởng lão lập tức hưng phấn, bề bộn là ông quyền nói, hiền chất độc thuật độc nhất vô nhị, có hiền chất ra tay, chính là thuốc đến bệnh trừ. Xem ra ta lão đầu tử là gặp được quý nhân, được cứu rồi. Ở đâu, ở đâu? trưởng lão quá khen, quá khen. Hoàng quyền uy bề bộn là vừa cười vừa nói, cho dù hắn là trên miệng khiêm tốn, nhưng là trong nội tâm yên nguyên không khỏi là nho nhỏ đắc ý một phen. Cái này không chỉ là bởi vì dương trưởng lão khích lệ, càng là có thể ở tự mình nữ thần trước mặt đại triển thân thủ, đây là cỡ nào có mặt mũi sự tình. Lão đầu tử cái này một thân kịch độc, làm phiền hoàng hiền chất rồi. Dương trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Dương quyền uy, độc vương, danh tiếng vang vọng toàn bộ trường sinh đạo thống đấy. Hắn độc thuật độ cao, đây là không thể nghi ngờ đấy, hiện tại có hoàng quyền uy ra tay, trên người hắn kịch độc, nhất định là có thế thuốc đến bệnh trừ. Ở trong quá trình này, Phạm Diệu chân một mực quan sát đến lý thất giả nhất cử nhất động, thừa dịp đúng lúc này, nàng cũng lập tức mở miệng nhõng nhẽo cười, nói ra, "Dương trưởng lão, chúng ta đại sư huynh cũng là thông thạo độc thuật." Phạm Diệu Chân đột nhiên đề cử tự mình, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười một chút. Đại sư huynh. Dương trưởng lão đều bị Phạm Diệu Chân mà nói khiến cho có chút không hiểu kỳ diệu. Cũng không biết hắn nói tới ai. Vị này chính là chúng ta Trường Sinh cốc đại sư huynh, cũng là chúng ta sư tôn tọa hạ thủ tịch đại đệ tử. Phạm Diệu Chân lập tức đem Lý Thất Dạ đưa lên trước mặt của mình, cười mỉm nói: "Chân nhân khi nào thu thủ tịch đại đệ tử?" nhìn xem lý thất dạ, dương trưởng lão cũng không khỏi chấn động, bởi vì trường sinh chân nhân tòa hạ thủ tịch đại đệ tử vị vẫn luôn là ghế trống, hiện tại đột nhiên toát ra một vị thủ tịch đại đệ tử, dương trưởng lão nghe đều chưa từng nghe qua, này làm sao không cho hắn giật mình đây này. Cái này tự muốn hỏi ta sư tôn. Phạm Diệu chân cười mỉm nói, chúng ta đại sư huynh chính là đang dược, y, đọc mọi thứ thông thạo, có thể nói là ở chúng ta trường sinh cốc trong mông. Lúc này Phạm Diệu Chân đại lực đề cử lý thất dạ, rất có vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi dáng dấp, mà bị nàng đại lực tiến cử lý thất dạ, vậy cũng chẳng qua là cười nhạt một tiếng mà thôi. Đang, dược, y, đọc mọi thứ thông thạo. Nghe được Phạm Diệu Chân mà nói, Dương trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc một hồi. Mặc dù nói hắn là trường sinh cốc bàn chi một vị trưởng lão, cái kia giàu gì cũng là một vị trưởng lão. Nhưng đối với như vậy một vị thông thạo đang, dược, y, đọc mọi thứ thông thạo thủ tịch đại đệ tử, hắn vị trưởng lão này lại chưa từng có nghe nói qua, điều này cũng làm cho hắn đối với lý thất giả dạ vị này thủ tịch đại đệ tử hàm kim lượng có chỗ hoài nghi. Nếu như dương trưởng lão không ngại mà nói, chúng ta đại sư huynh cũng có thể thử một lần đấy. Phạm Diệu chân cười mỉm nói. Đối với đại sư tỷ một cách tinh quái, một nhã lan đều có chút đau đầu, các nàng sư tỷ mùi cảm tình là đặc biệt tốt, nhưng với tư cách đại sư tỷ phạm diệu chân lại cho tới nay giảo hoạt tinh quái. Hoa văn chồng chất, lúc nào cũng không theo như lẽ thường ra bài, khiến người đau đầu. Trường sinh đạo thống, nghiên cứu độc thuật giả rất nhiều, nhưng chân chính thông thạo người, lại có bao nhiêu đây này. Lúc này Hoàng Quyền uy nhàn nhạt nói, nói xong lời này, hắn là lồng ngực một cái, rất có vên váo hung hăng xu thế. chương 2295, quỷ ngao sắc. Tại thời khắc này Hoàng Quyền Uy nhìn thẳng Lý Thất Dạ, ánh mắt sắc bén, thậm chí có thể nói là có hùng hổ dọa người xu thế, không hề nghi ngờ, Hoàng Quyền Uy đây là có ý khiêu khích Lý Thất Dạ. Đối với Hoàng Quyền Uy mà nói, thật vất vả có thể ở tự mình người trong lòng trước mặt bộc lộ tài năng, hắn như thế nào lại bỏ qua lớn như vậy thời cơ tốt đâu này, hắn chỉ cần hảo hảo bày ra một phen, nhưng một nhã lan hảo hảo kiến thức một chút tự mình độc nhất vô nhị độc thuật Cái kia nhất định có thể được đến mỹ nhân ưu ái Hoàng quyền uy đối với y thuật của mình có thể nói là tin tưởng mười phần Hắn, độc vương, danh tiếng cũng không phải hư danh nói chơi Hắn tự nhận là tại trường sinh đạo thống Tại độc thuật phương diện không có bất kỳ người nào có thế siêu việt hắn Nếu như hắn đều giải không được độc Người khác càng thêm không có khả năng cởi bỏ loại này kịch độc Cũng chính bởi vì như thế cái này cũng cho hoàng quyền uy đầy đủ tin tưởng đi khiêu khích lý thất dạ vị này thủ tịch đại sư huynh đối với vị này cái gọi là thủ tịch đại sư huynh hắn căn bản liền không để trong lòng một cái vô danh tiểu bối mà thôi đơn giản là may mắn trở thành trường sinh chân nhân đại đệ tử mà thôi đã trở thành cái gọi là thủ tịch đại sư huynh cái này lần này nhường dương trưởng lão do dự tuy nhiên phạm diệu chân một mực đề cử lý thất dạ nói lý thất Giả chính là đang dược y đọc mọi thứ thông thạo nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lý thất giả cái này một nhân vật, chớ nói chi là mở mang kiến thức lý thất giả thực lực. Về phần hoàng quyền uy tựu không đồng dạng rồi, hắn độc vương danh tiếng bay xa trường sinh đạo thống, hắn độc thuật đạt được người trong thiên hạ công nhận đấy, điểm này ít nhất so về yên lặng vô danh lý thất giả đến cường rất nhiều. Hoàng đạo huynh đắm chìm ở độc đạo vài thập niên, đạo hạnh hùng hậu, lần này hoàng đạo huynh không xa vạn dặm mà đến, tin tưởng hoàng đạo huynh nhất định có thể giải trừ trưởng lão kịch độc cuối cùng một nhã Lan mở miệng một cái khâm định hoàng quyền uy vì Dương trưởng lão trị độc cái này cũng không phải một nhã lang đối với lý thất Dạ có cái gì thành kiến nàng chẳng qua là ổn thỏa để mà thôi Tuy nhiên sư tỷ một mực đề cử lý thất dạ nhưng nàng chưa từng có bái kiến lý thất dạ thực lực đối với hắn lòng tin không đủ mà hoàng quyền uy tắc thì không đồng dạng hắn tại đây một phương diện đích thật là một vị đại tông sư cho nên một nhã lan không dám đơn giản cầm dương trưởng lão tánh mạng mạo hiểm trực tiếp nhường hoàng quyền uy ra tay sư muội yên tâm ta nhất định sẽ chữa cho tốt dương trưởng lão trên thân kịch độc dùng không được bao lâu nhất định có thể để cho dương trưởng lão nhảy tới nhảy lui nghe được một nhã lan như thế coi được tự mình lập tức nhường hoàng quyền uy nhiệt huyết sôi trào lập tức là tin tưởng mười phần một nhã lan thừa nhận hắn độc thuật một câu như vậy lời nói đối với hoàng quyền uy mà nói giống như là cho hắn đánh thuốc trợ tim. Thoáng cái nhường hắn hết sức hưng phấn, không hề nghi ngờ, hiện tại một nhã lan đều đã đối với hắn có phần coi trọng rồi, trong khoảng thời gian ngắn, đều khiến hoàng quyền uy nghĩ bậy nghĩ bạ, tưởng tượng lấy ông được người đẹp về nhà một ngày như vậy. Như thế không thể tốt hơn, không thể tốt hơn. Mục Nhã Lan nói như vậy, Dương trưởng lão bề bộn nói là nói, hắn cũng không muốn cầm tánh mạng của mình nói đùa, đối với lý thất giả thực lực hắn là tràn đầy hoài nghi chỉ là e ngại phạm dịu chân mặt mũi hắn khó mà nói phá mà thôi hiện tại một nhã lan chỉ định hoàn quyền uy trị thương cho chính mình đây đối với dương trưởng lão mà nói đó là chuyện cầu cũng không được gặp lý thất giả một điểm tỏ thái độ đều không có chỉ là phong khinh vân đạm đều đứng ở nơi đó hình như là việc không liên quan đến mình đồng dạng cái này nhường phạm dịu chân trừng mắt liếc hắn một cái khuỷu tay nhịn không được hung hăng đụng phải một chút lý thất dạ, có chút phiền muộn dáng dấp. Đối với như vậy một mạng, lý thất dạ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, phong khinh vân đạm, y nguyên không để trong lòng. Trưởng lão, mà lại cho ta xem xem miệng vết thương của ngươi. Lúc này hoàn quyền uy hận không thể là đại triển thân thủ. Dương trưởng lão mở ra sim y của mình, lộ ra trước bộ ngực miệng vết thương. Chỉ thấy hắn lòng ngực miệng vết thương mười phần nghiêm trọng, miệng vết thương có to cỡ lòng bàn tay, miệng vết thương bốn phía có đốt trọi dấu vết, toàn bộ miệng vết thương tản mát ra một cổ mùi lưu huỳnh. Mặc dù nói miệng vết thương của hắn cũng lên dược, nhưng rõ ràng không có tác dụng, tại miệng vết thương bốn phía có màu tím đen thiện ngấn hướng toàn thân khuếch tán, tự hồ đây là kịch độc muốn lan tràn đến toàn thân của hắn đồng dạng. May mắn là, cái này hắc tím thiện ngấn bị khống chế tại lòng ngực xung quanh đây chính là một nhã lan nương tựa theo cao thâm y thuật ổn định lại độc thế, khống chế được kịch độc, không cho nó hướng toàn thân khuếch tán. Thật mạnh kịch độc. Chứng kiến như vậy thương thế, Hoàng Quyền Uy cũng không khỏi giật mình nói. Đây là chứng kiến dương trưởng lão thương thế, đứng ở một bên lý thất dạ cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn thêm thêm vài lần. Sư huynh thế nhưng nhìn ra đầu mối. Gặp lý thất dạ cũng cảm thấy hứng thú dáng dấp, Hoàng Quyền Uy liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thần thái tầm đó kiêu căng, cũng không có đem vị này thủ tịch đại sư huynh để ở trong mắt. Cái này chỉ sợ không phải trúng độc đơn giản như vậy. Đối với hoàng quyền uy khiêu khích, lý thất dạ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi. Nói như vậy đại sư huynh có giải trừ chi pháp rồi. Phạm Diệu chân bề bộn là cười mỉm nói. Hoàng quyền uy lập tức hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, cái này sợ là sư huynh nhìn lầm đi à nha, trưởng lão đích thật là trúng kịch độc, hơn nữa loại độc này cực kỳ hung mảnh, nháy mắt có thể lan tràn toàn thân. Đúng vậy, đúng là như thế. Dương trưởng lão bề bộn nói là nói, lúc đó ta đi hái thuốc, trong lúc đó gặp tập kích, có độc vật nháy mắt đâm vào bộ ngực của ta. Thoáng cái toàn thân biến thành màu đen, ta lập tức phong bế kinh mạch toàn thân, lúc này mới thở gấp qua khí đến. Về sau may mắn là một cô nương giúp ta đem kịch độc bức về lồng ngực bộ vị, bằng không mà nói, chỉ sợ đã là trúng độc bỏ mình. Trưởng lão có thể thấy rõ loại độc này vật. Loại độc này vật phải hay không là to cỡ nắm tay, có răng nanh, mũ mão, tim vĩ. Hoàng quyền uy bề bụng là hỏi thăm. Đúng là như thế, hiền chất nói được quá đúng, nó độc vật nháy mắt đâm vào bộ ngực của ta, đối đãi ta bắt nó theo trong vết thương lấy ra thời điểm, nó đã bị của ta chân lực đánh chết rồi. Hình dạng của nó chính như hiền đến theo như lời. Dương trưởng lão lập tức vui vẻ, nói ra, hiền chất cũng biết này ra sao độc vật. Sư huynh có thể nhận biết loại độc này vật. Hoàng Quyền Uy cũng không trả lời ngay dương trưởng lão mà nói, trái lại nhìn xem lý thất dạ, hắn khiêu khích dáng dấp đã là rất rõ ràng rồi. Lý thất dạ chỉ là nở nụ cười một chút, nói cái gì đều không có nói, chẳng qua là chẳng muốn đi để ý tới Hoàng Quyền Uy khiêu khích mà thôi. Xem ra sư huynh đối với loại độc này vật biết cũng không nhiều gặp lý thất dạ không nói hoàn quyền uy cho rằng lý thất dạ không biết có chút đắc ý nói ra đây là quỷ ngao sắc nó sống ở nhiệt độ cao ẩm ướt chỗ theo này xem ra trưởng lão hái thuốc chỗ nhất định là một chỗ miệng núi lửa hoặc là cách miệng núi lửa gần địa phương không sai đúng là như thế đúng là như thế nghe được hoàn quyền uy cao như vậy luận dương trưởng lão lập tức cao hứng không gì sánh được biết rõ gặp được danh y rồi Quỷ ngao sắc trốn tại chỗ tối giỏi về tập kích người tốc độ nhanh như thiểm điện thường là một kích trí mạng mười phần khủng bố một khi bị quỷ ngao sắc tiêm vĩ đâm trúng kịch độc sẽ nháy mắt lan tràn toàn thân hoàng quyền uy từ từ nói hiền chất nói được quá đúng hiền chất không hổ là đương thời độc vương độc thuật độ cao không người có thế so khó lường khó lường xem ra ta lão đầu mạng này được cứu rồi dương trưởng lão hưng phấn không gì sánh được. Hoàng quyền uy không khỏi ý, có chút thì uy liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, không hề nghi ngờ, lúc này đây là hắn đại triển thân thủ thời điểm, hảo hảo ở tại một nhã lan trước mặt hảo hảo biểu hiện thời điểm, theo đạt được mỹ nhân phương tâm, về phần vị này cái gọi là đại sư huynh, chẳng qua là hắn đá kê chân mà thôi. Lúc này Hoàng Quyền Uy lại cẩn thận quan sát một phen dương trưởng lão thương thế, cuối cùng hắn khẳng định nói, trưởng lão chỗ trong chi độc, đích thật là quỷ ngao sắc, chỉ là có chút kỳ quái chính là, từ hồ kịch độc đã tập trung vào trưởng lão phát sinh tình huống như vậy hoặc là trưởng lão tại trúng độc nháy mắt phong tỏa kinh mạch của mình liền được kịch độc cũng đã tập trung vào trưởng lão hoặc là bởi vì trưởng lão trúng độc thời gian quá dài kịch độc hoàn toàn thấm ướt làm cho tập trung có lẽ cả hai đều có hoàng đạo huynh lời này là có đạo lý một nhã lan nói ra trưởng lão chạy đến cầu cứu thời điểm tuy nhiên hắn đã phong bế kinh mạch toàn thân nhưng kịch độc đã khuếch tán đến toàn thân, về sau ta đem kịch độc bước đến lòng ngực, chỉ sợ không hề triệt để. Cũng chính bởi vì bị kịch độc đã tập trung vào chân mệnh, cảnh này khiến trưởng lão chịu đủ kịch độc tra tấn. Nếu như không phải là bị kịch độc tập trung, chỉ sợ ta đã sớm bỏ quên cái này túi da rồi. Dương trưởng lão cười khổ một cái, nói ra, hiện tại kính xin hiền chất mở ra diệu thủ, bỏ đi loại độc này. Đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là cường giả, vẫn tưởng độc là rất khó đấy, đặc biệt là cường đại đến nhất định lão tổ, càng là bách độc bất xâm, cho dù thật là trúng độc, nếu như kịch độc quá mãnh liệt mà nói, bọn hắn có thể trước tiên vứt bỏ nhục thể của mình, hủy diệt nhục thể của mình, chân mệnh đào thoát túi da, mượn này thoát khỏi kịch độc, chỉ cần chân mệnh còn tại, liền có thể cải tạo thân thể, chỉ là tổn thương thảm trọng mà thôi, không hề trí mạng. nhưng hiện tại dương trưởng lão tình huống tức không đồng dạng rồi hắn là bị kịch độc tập trung, hắn chân mệnh bị khóa ở trong cơ thể của mình, ở thời điểm này hắn muốn vứt bỏ thân thể đều không được, cảnh này khiến hắn chân mệnh cùng thân thể cùng tồn vong. Bằng không mà nói hắn đã sớm là vứt bỏ nhục thể của mình, chân mệnh trốn thoát rồi. Trưởng lão yên tâm, độc ngao rận tuy nhiên hung mảnh, nhưng cái khó không đến ta. Hoàng quyền uy tin tưởng mười phần, nói ra, không ra nửa ngày, ta nhất định có thể cam đoan trưởng lão là thuốc đến bệnh trừ rất tốt, rất tốt, vậy làm phiền hiền chất rồi, hiền chất chính là của ta quý nhân nha. Nghe được có thể cứu chữa, Dương trưởng lão cũng không khỏi rất là hưng phấn. Hiện tại kết luận còn hơi sớm. Chứng kiến hoàng quyền uy làm ra phán định, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở hắn. Nói như vậy, sư huynh là có những thứ khác lời bàn cao kiến rồi. Lúc này hoàng quyền uy liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, không chút nào khách khí nói, nếu như sư huynh có cái gì lời bàn cao kiến, ta là rửa tai lắng nghe. Loại độc này cái gì quỷ, ngươi lại cân nhắc lại cân nhắc có kết luận cũng không muộn. Lý thất già dạ chỉ là nhàn nhạt nói. Cái này sợ là đối với sư huynh mà nói a. À. Hoàng quyền uy cười lạnh một tiếng, nói ra, đối với ta độc vương mà nói, quỷ ngao sắc cái kia chẳng qua là tiểu độc mà thôi, dễ như trở bàn tay, cần gì suy nghĩ lại một chút. Ta lão đầu tử tin được hiền chất độc thuật kịp thời đồng thủ thì tốt hơn, để tránh đêm dài lắm mộng. Dương trưởng lão cũng lập tức nói. Theo Dương trưởng lão, so sánh với độc vương hoàng quyền uy đến, lý thất dạ vị này vô danh tiểu tốt càng là không đáng tin cậy. Sư muội cảm thấy vị sư huynh này ý kiến như thế nào? Hoàng quyền uy hữu ý tại một nhã lan trước mặt khoe khoang, một bộ tuân hỏi ý kiến một nhã lan dáng dấp, nói ra, sư muội cảm thấy còn cần suy nghĩ một chút sao? Chương 2296, ai mới là Lang Băm? Mục Nhã Lan nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó đối với Hoàng Quyền Uy gật đầu nói nói, vậy làm phiền Hoàng Đạo Huynh rồi. So sánh với Lý Thất Dạ đến, Mục Nhã Lan hay là đối với tại Hoàng Quyền Uy độc thuật càng có tin tưởng, dù sao đối với tại Lý Thất Dạ vị này vừa mới xuất hiện Đại Sư Huynh là hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Vậy thì tốt, ta tự động thủ. Hoàng Quyền Uy không khỏi cười đắc ý, liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, có dương oai chi ý. Lúc này Hoàng Quyền Uy lấy ra tự mình túi độc. Nói với Dương trưởng lão, trưởng lão, có thể sẽ có chút chút đau khổ, cần ngươi nhẫn nại một chút. Hiền chất yên tâm đi, ta cái thanh này lão già khòm vẫn có thể chống cự được khổ đấy. Dương trưởng lão bề bộn nói là nói. Hoàng Quyền Uy lấy ra một lọ thuốc dán, bôi lên tại Dương trưởng lão miệng vết thương chỗ, dương trưởng lão lập tức cảm giác một hồi mát lạnh trước kia từng đợt nóng rác thống khổ vậy mà thoáng cái biến mất hiền chất này là linh dược nha những ngày này bị cái này kịch độc dậy vò đến khó chịu hiện tại hiền chất linh dược xoa thống khổ tiêu hết dương trưởng lão cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên này là ta tự tay luyện hắc ngọc bách độc cao nếu là độc dược khác chỉ cần xoa ta cái này thuốc dáng liền lập tức có thể hóa giải hoàng quyền uy nói ra hoàng đạo huynh vậy mà có thể luyện ra hát ngọc bách độc cao. Mục Nhã Lan cũng không khỏi vì đó giật mình. Bởi vì loại này hát ngọc bách độc cao cũng sớm đã thất truyền, bọn hắn trường sinh cốc vốn có cái kia cũng chẳng qua là tàn quyển mà thôi, bởi vì trường sinh cốc các đời đệ tử cũng không am hiểu độc thuật, cho nên tại đây một phương diện có rất ít người đi nghiên cứu cân nhắc. Đúng vậy, ta là lục khắp hết thảy sách cổ, cuối cùng mới đem năm đó hầm như hát ngọc bách độc cao phương pháp bổ đủ, nhưng ta luyện chịu đựng ra một hộp hắc ngọc bách độc cao, có thể giải bách độc. Gặp một nhã lan đều giật mình, cái này nhường hoàng quyền uy trong nội tâm đặc biệt hưởng thụ, lòng hư vinh thoáng cái là đã nhận được sâu sắc thỏa mãn. Hoàng đạo huynh độc thuật, đích thật là độc bộ thiên hạ. Mục Nhã Lan không khỏi nhẹ khen một tiếng. Ở trong, ở trong, so về sư mùi y thuật đến, đó là kém nhiều hơn. Đã nhận được Mục Nhã Lan một tiếng tán thưởng, lập tức nhường hoàng quyền uy vì đó lân lân, vui vẻ thoải mái. Mặc dù như thế, hoàng quyền uy độc ngọc đích thật là mười phần khó lường, trên tay hắn cũng không có nhàn rỗi, lấy ra từng căn ngân châm, từng cái đâm vào dương trưởng lão yếu huyệt bên trong. Nhắc đến, ở thời điểm này, hoàng quyền uy quát khẽ một tiếng, hắn ngân châm tản mát ra hào quang, tại hắn lực lượng cường đại thúc dục phía dưới, chỉ thấy dương trưởng lão phát toàn thân hiển hiện từng sợi tơ hát tuyến, đây chính là còn sót lại tại đao dương trưởng lão toàn thân tất cả chỗ hiểm kịch độc. Lúc này dương trưởng lão toàn thân run rẩy một chút. Không hề nghi ngờ quá trình này là hết sức thống khổ, nhưng hắn cuối cùng là có thể thừa nhận được, một tiếng đều không có cổ họng một chút. Tại hoàng quyền uy lực lượng cường đại khu trục phía dưới, cái này từng sợi tơ hắc tuyến hướng lòng ngực hội tụ mà đi, lúc hết thảy tàn độc đều bị hoàng quyền uy bức đến ngực thời điểm, hoàng quyền uy ra tay như nháy mắt, từng căn ngân châm chuẩn xác không gì sánh được đã rơi vào trên ngực, từng căn ngân châm nháy mắt đem hết thảy kịch độc đều khóa tại ngực vị trí này. Ở thời điểm này, hoàng quyền uy bôi lên tại miệng vết thương hát ngọc bách độc cao cũng làm ra tác dụng. Miệng vết thương bắt đầu trở nên trắng, toát ra từng sợi sương mù, là tại hóa giải lấy miệng vết thương kịch độc. Dương trưởng lão lúc này toàn thân đều ướt đẫm, nhưng lại có một cổ trước nay chưa có nhẹ nhõm, tại nơi này là hậu hắn cảm giác thật giống như đính tại trong cơ thể gai độc bị nhổ đồng dạng hiền chất độc thuật đích thật là độc nhất vô nhị bội phục bội phục dễ dàng sẽ đem của ta kịch độc khu trục đi ra dương trưởng lão không khỏi vì đó hưng phấn mà nói ra ở trong đây chỉ là đem tìm phục tại trưởng lão kịch độc trong cơ thể rút mà thôi muốn hóa giải trưởng lão kịch độc còn phải dùng tới những thứ khác linh dược hoàng quyền uy khiêm tốn nói nhưng thần thái giang không khỏi là có ba phần đắc ý hiền chất tra tay nhất định có thể là thuốc đến bệnh trừ dương trưởng lão lập tức là lông mày nét mặt tươi cười khai mở cái này kịch độc tra tấn hắn tốt một thời gian ngắn rồi mắt nhìn kịch độc liền có thể giải trừ này làm sao có thể không nhường hắn cao hứng đâu này trưởng lão nhẫn nại nữa một chút bước tiếp theo chỉ sợ là rất là thống khổ hoàng quyền uy lúc này lấy ra một lọ dược Người trai này dược xuống dưới, chỉ sợ là muốn mạng của hắn. Tại Hoàng Quyền Uy muốn động thủ thời điểm, ở một bên Lý Thất Dạ mở miệng nhắc nhở một tiếng. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức đưa tới Hoàng Quyền Uy ánh mắt của bọn hắn, Mục Nhã Lan cũng nhiều nhìn hắn một cái. Hừ, nói khoác không biết ngượng, ta thuốc này chính là giải hắn kịch độc, tại sao muốn tánh mạng của hắn? Người chớ có ngậm máu phun người. Hoàng Quyền Uy lập tức sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt sắc bén, hùng hổ dọa người. Hoàng hiền chất chính là cứu ta tánh mạng, tại sao muốn mạng của ta, chớ có nói bậy. Lúc này dương trưởng lão cũng mất hứng. Nếu như lý thất dạ không phải cái gọi là thủ tịch đại đệ tử, hắn đã sớm mở miệng quát trách móc rồi. Lan băm lầm người mà thôi. Lý thất dạ bình thản nói. Lời này giải thích thế nào? Mục nhã lan lập tức chầm chầm vào lý thất dạ, từ từ nói. Đúng bệnh hốt thuốc, nếu không chính là muốn tánh mạng người. Lý thất dạ tùy ý nở nụ cười một chút. Hừ, cái gì gọi là đúng bệnh hốt thuốc? Hoàng quyền uy lập tức bất mãn, quát khẽ nói, dương trưởng lão chỗ trong quỷ ngao sắc chính là liệt kịch, loại độc này vật sống ở miền núi lửa vùng, độc trong có chứa chân hỏa. Có thế đốt kinh mạch. Ta này bình linh dược chính là trộn lẫn có trăm tuổi băng liên, trầm thủy tinh băng đợi cực hàng giải độc thuốc hay ta thuốc này vừa vặn trung hòa quỷ ngao sắc kịch độc nếu như cái này cũng không phải đúng bệnh hốt thuốc tại sao mới là đúng bệnh hốt thuốc hoàng đạo huynh lời này cũng rất có đạo lý mục nhã lan cũng gật đầu một cái nhìn xem lý thất dạ nói ra sư huynh có gì cao kiến đúng đấy hiền chất lão đầu tử tin được ngươi độc thuật không cần tin ở người khác nói hưu nói vượng, thỉnh hiền chất ra tay đi dương trưởng lão cũng đối với lý thất dạ bất mãn hết sức đã dương trưởng lão đồng ý, vậy cho mời hoàng đạo huynh ra tay đi. Mục Nhã Lan cũng không khỏi nói với Lý Thất Dạ, trị thương cứu người, sư huynh cũng chớ nhiễu hắn. Mục Nhã Lan đối với Lý Thất Dạ cũng không có bao nhiêu ác ý, chỉ có điều nàng càng hy vọng hoàng quyền uy cứu người thời điểm có thể càng chuyên chú, không có người khác quấy rầy. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười một chút mà thôi, chẳng muốn nói cái gì. Vừa mới một mực hết lòng Lý Thất Dạ phạm dịu chân lại không nói, nàng một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Trưởng lão, ta muốn đồng thủ. Đúng lúc này hoàng quyền uy quát khẽ một tiếng. Thần thái nghiêm túc. Hiền chất đồng thủ đi. Dương trưởng lão cũng chuẩn bị xong. Hoàng quyền uy mở ra chai thuốc, đem trong bình linh dược đều đều rơi tại dương trưởng lão lòng ngực trên vết thương, lúc linh dược từng cái vải lên thời điểm, lập tức, tư, 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 thanh âm vang lên, khói xanh ứa ra, giống như có đồ vật gì đó đốt đi bắt đầu đồng dạng. Dương trưởng lão đốn là cổ họng một tiếng, thống khổ được sủng ái bàn đều bóp méo, trong khoảng thời gian ngắn hắn là mồ hôi lạnh ứa ra, không hề nghi ngờ, tại kịch độc hóa giải thời điểm, quá trình hết sức thống khổ. Hắn vẫn là chặt chẽ cắn chặt thép trăng, không kêu thảm một tiếng, hắn tử một đầu. Tư, tư, tư thanh âm không dứt bên tai, hoàng quyền uy một lần lại một lần mà đem linh dược rơi tại trên vết thương, miệng vết thương màu tím đen càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hết thảy màu tím đen đều biến mất, hoàng quyền uy linh dược cuối cùng đem dương trưởng lão kịch độc hóa giải rồi. Cuối cùng miệng vết thương toát ra máu tươi, hoàng quyền uy lúc này mới thu hồi linh dược, thở dài một hơi, gật đầu nói nói, tốt rồi, như thế này trưởng lão liền có thể xuống giường rồi. Ơ thời điểm này, Dương trưởng lão cũng thở dài thậm thượt, một hồi lâu về sau, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, cảm giác toàn thân thư thái, trước nay chưa có nhẹ nhõm. Hiền chất chính là diệu thủ hồi xuân, ân cứu mạng, lão đầu tử vô cùng cảm kích. Phát hiện kịch độc bị giải về sau, dương trưởng lão hưng phấn không gì sánh được, đứng lên bề bụng là ông quyền nói. Hoàng đạo huynh độc thuật, hôm nay là nhường tiểu muội mở rộng tầm mắt rồi. Mục Nhã Lan cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, trưởng lão kịch độc đã giải, ta cũng là thả lỏng trong lòng trong một cái cọc đại sự rồi năng lực sư muội phân ưu, chính là là vinh hạnh của ta. Hoàng Quyền Uy lập tức vui rạo rực nói. Mục Nhã Lan nhẹ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày qua đối với Dương trưởng lão độc tổn thương vẫn là thúc thủ vô sách, hiện tại Dương trưởng lão kịch độc đã giải, nàng cũng cuối cùng là hiểu rõ một cái cọc tâm sự rồi. Không biết rõ sư huynh còn có cái gì có thể chỉ giáo đây này. Hoàng Quyền Uy bể nghệ lý thất giả liếc, giải Dương trưởng lão kịch độc về sau, hắn càng là lực lượng mười phần rồi, càng là không đem lý thất giả như vậy một vị thủ tịch đại sư huynh để ở trong mắt rồi. Đối với hoàng quyền uy hùng hổ dọa người, lý thất giả chỉ là nở nụ cười một chút mà thôi. Độc thuật, chính là một môn tinh thâm kỳ thuật, không phải tùy tiện một vị nửa thùng nước người đều có thể thông thạo đấy. Hoàng quyền uy gặp lý thất giả không nói lời nào, tưởng rằng sợ chính mình rồi, cười lạnh nói, tại thiên hạ hôm nay, nếu bàn về độc thuật, lại có bao nhiêu người có thể cùng ta đọc vương so sánh với, ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng, này là múa búa trước cửa lỗ ban, không biết tự lượng sức mình. Hoàng quyền uy lời này đã là không sai biệt lắm chỉ vào lý thất giả cái mũi mắng. Nhưng lý thất giả khó được có tốt tính tình, cũng không có tức giận, chỉ là rất bình thản đứng ở nơi đó. A, à, một tiếng, ngay tại hoàng quyền uy lời mới vừa dứt thời điểm, Dương trưởng lão kêu thảm một tiếng bỗng nhiên ngay lúc đó hắn thoáng cái ngã xuống trên giường, toàn thân một hồi run rẩy. À, dương trưởng lão không khỏi hét thảm lên, tại vừa mới giải độc thời điểm hết sức thống khổ, hắn đều cắn chặt trăng căng, không lên tiếng, bây giờ lại kêu thảm thiết không chỉ, cái này có thể nghĩ là thống khổ giường nào rồi. Trưởng lão, dương trưởng lão đột nhiên ngã xuống giường. Đem một nhã lan bọn hắn đều sợ hãi kêu lên một cái. Cũng muốn trên giường dương trưởng lão thoáng cái run rẩy không chỉ, sắc mặt trở nên trắng, tại ngắn ngủi thời gian ở trong hắn toàn thân nổi lên sương mù, đáng sợ hơn chính là hắn toàn thân tản mát ra một cổ hàng khí, cổ hàng khí kia khiến người vừa tới gần, đều cảm giác rét lạnh bức người. Tại sao có thể như vậy, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý hoàn quyền uy thoáng cái ngay dại, hắn đều không có làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Tại đây trong một chớp mắt, mục nhã lan ra tay như thiểm điện, nhảy mắt phong bế toàn thân của hắn chỗ hiểm tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó nạn đem một khỏa cứu tâm đang uy vào trong miệng của hắn bảo trụ tâm mạch của hắn cùng chân mệnh cứu 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 ta đã nhận được một nhã lan xuất thủ cứu giúp về sau dương trưởng lão cuối cùng là tỉnh hồn lại rồi nhưng đã là hấp hối rồi nói xong những lời này về sau hắn đã lời nói đều cũng không nói ra được thân thể một hồi run rẩy hơn nữa hàng khí càng ngày càng mãnh liệt chương 2297, khủng bố hàng độc. Ở thời điểm này dương trưởng lão toàn thân hàng khí bức người, hình như là mới từ trong hầm băng kiếm đi ra đồng dạng, quản chi là phạm diệu chân bọn hắn cao thủ như vậy vừa tới gần, đều sẽ bị cái này đáng sợ hàng khí lạnh đến trét thấu xương. Hàng khí càng ngày càng mãnh liệt, ở thời điểm này dương trưởng lão toàn thân rung rẩy lên, hàm răng khanh khách rung động, rung lẩy bẩy rung, sau một lát nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ thấy dương trưởng lão toàn thân vậy mà nhắc đến sương rồi, sương sương mù tùy theo chậm rãi kết băng. Khủng bố như thế một màn có thể nghĩ dương trưởng lão trong cơ thể hàng khí là đáng sợ cỡ nào. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mục nhã lan cực lúc xuất thủ cứu giúp, nhưng vẫn là ngăn chặn không nổi dương trưởng lão trong cơ thể hàng khí, trong cơ thể hắn hàng khí tại thời khắc này giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, nháy mắt cuồng sạch toàn thân của hắn, muốn đem dương trưởng lão đông thành băng nhân. Như thế bá đạo, như thế hung mảnh hàng khí, quản chi là y thuật vô song mục nhã lan cũng chưa từng có bái kiến, quản chi y thuật của nàng lại khó lường, lúc này cũng đồng dạng không cách nào ngăn chặn ở dương trưởng lão trong cơ thể hàng khí. Thúc thủ vô sách Trong khoảng thời gian ngắn, mục nhã lan cũng không khỏi vì đó hoảng sợ thất sắc, lại ngăn chặn không nổi hàng trưởng lão trong cơ thể hàng khí, chỉ sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian hắn tất nhiên sẽ chết. Về phần độc vương hoàng quyền uy càng là phát mộng rồi, hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, theo đạo lý mà nói giải kịch độc, liền không có chuyện mới đúng, nhưng hiện tại dương trưởng lão tình huống so vừa mới càng thêm nghiêm trọng rồi. Hắn là bị hàng độc xâm lấn. Tại một nhã lan hoa dung thất sắc thời điểm, lý thất dạ nhàn nhạt nói. Tại đây trong một chớp mắt một nhã lan phục hồi tinh thần lại nàng cũng không hổ là trải qua sóng gió người ở thời điểm này nàng nghĩ đến lý thất dạ vừa mới nhắc nhở nàng thoáng cái phục hồi tinh thần lại một đôi quan sóng dịu dàng tú mục nhìn qua lý thất dạ hướng lý thất dạ cứu trợ nói sư huynh người cứu giúp dương trưởng lão ngày bình thường đều là xa cách quạng cua ẻ một nhã lan giờ này khắc này cũng không khỏi bối rối nàng không muốn chứng kiến như vậy một đầu tánh mạng cứ như vậy tại trong tay mình mất đi lý thất dạ nhìn thoáng qua một nhã lan liếc nhàn nhạt nói, bỏ đi, để cho ta tới. Mục Nhã Lan lập tức thối lui đến một bên. Vì Lý Thất Dạ nhượng xuất vị trí đến. Lý Thất Dạ tiến lên, vì Dương Trưởng Lão xem mạch một chút, lúc này Dương Trưởng Lão thủ đoạn lạnh như băng rét thấu xương, đáng sợ hàng khí thậm chí có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong đông lạnh toái người xương cốt. Đủ mạnh hàng độc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, lời nói vừa rơi xuống, hắn đã lấy ra vạn lô thần, nghe được bồng một thanh âm vang lên ở này trong một chớp mắt lò lửa phúng dũng mà ra lý thất giả tiện tay một chiêu phúng dũng mà nhắc đến lò lửa nháy mắt hóa thành từng đạo vừa mịn lại dài hỏa tuyến mỗi một đạo thật nhỏ hỏa tuyến đều chảy xuôi theo hỏa diễm thật nhỏ không gì sánh được hỏa diễm tại chảy xuôi thời điểm giống như nước chảy đồng dạng phốc 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 tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó lý thất giả xuất thủ hắn ra tay như thiểm điện từng đạo thật nhỏ hỏa tuyến nháy mắt đóng vào dương trưởng lão trong cơ thể hơn nữa mỗi một đạo thật nhỏ hỏa tuyến ngay tại thạch hỏa điện quan tầm đó xuyên thấu dương trưởng lão trong cơ thể mỗi một đầu kinh mạch mỗi một đạo mạch máu lúc cái này từng cái thật nhỏ hỏa tuyến xỏ xuyên qua mỗi một đầu kinh mạch mạch máu về sau cái này thật giống như là muốn thay thế chúng đồng dạng lý thất dạ cũng không như vậy đình chỉ vô số hỏa tuyến tại đây trong một chớp mắt trong tay hắn bắn ra dường như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng Từng đạo thật nhỏ hỏa tuyến nháy mắt xuyên thấu dương trưởng lão toàn thân, mỗi một đầu thật nhỏ kinh mạch, mỗi một đạo thật nhỏ đạo văn đều bị cái này từng cái hỏa tuyến xỏ xuyên qua rồi. Ngắn mũi thời điểm tầm đó, dương trưởng lão trong cơ thể không biết rõ là xuyên thấu bao nhiêu hỏa tuyến, ở thời điểm này dương trưởng lão giống như là một đoàn chỉ gai đồng dạng, cả người đều hình như là dùng từng đạo hỏa tuyến chỗ cuốn quanh mà thành đồng dạng. Theo vô số hỏa tuyến đều xỏ xuyên qua dương trưởng lão toàn thân về sau dương trưởng lão lúc này toàn thân đỏ bừng, hình như là đun sôi thấu tôm bự đồng dạng, đồng thời trong cơ thể hắn vậy mà còn có ánh lửa tại lưu động lấy, từ hồ mỗi một đạo lọc vào trong cơ thể hắn hỏa tuyến đều đã có tánh mạng, tại dương trưởng lão trong cơ thể chảy xuôi lên. Ngàn vạn đạo hỏa tuyến đều ở đây trong một chớp mắt theo lý thất dạ trong tay bắn ra, sau bạo vũ lê hoa châm còn kinh mãnh liệt, khiến người xem đến hoa mắt, hơn nữa lý thất dạ thủ pháp đặc biệt không gì sánh được, coi như là cực kỳ thông thạo tinh cứu chi thuật mục nhã lan đều không thể nhìn rõ ràng lý thất giả dạ cái này thủ pháp huyền diệu. Mỗi một sợi hỏa tuyến xỏ xuyên qua dương trưởng lão kinh mạch, không chút nào chênh lệch, diệu đến đỉnh hào, thủ pháp chi chuẩn, khiến người liếu lưỡi không gì sánh được, đặc biệt là tại như thế cực nhanh phía dưới, có thể ở cái này trong một chớp mắt xỏ xuyên qua dương trưởng lão kinh mạch, hơn nữa là không chút nào chênh lệch, với tư cách nữ thần y mục nhã lan cũng tự nhận là làm không được. Một người trong cơ thể chính là kinh mạch nhiều như tê, tại thạch hỏa điện quan tầm đó dĩ nhiên là có thể nháy mắt nhường ngàn vạn đầu hỏa tuyến nháy mắt xỏ xuyên qua mỗi một đầu kinh mạch. Đây là cỡ nào ảo diệu thủ pháp, đây là cỡ nào thực lực cường đại, như thế tuyệt thế vô song thủ pháp, nhường y thuật vô song mục nhã lan đều xem đến vì đó rung động, cũng không khỏi vì đó hút một hơi hơi lạnh. Phạm Diệu chân cũng là chặt chẽ chầm chầm vào lý thất giả nhất cử nhất động, nhìn xem lý thất dạ như thế tuyệt thế vô song thủ pháp, một đôi vừa lớn vừa tròn tú mục cũng không khỏi tùy theo phát tròn, hai mắt ứa ra ánh sáng chầm chầm vào lý thất dạ. Phải biết, cái này hỏa tuyến đó cũng không phải là tuyến, mà là do lò lửa mà hóa thành, có thể đem nhiều như vậy hỏa tuyến nháy mắt xỏ xuyên qua dương trưởng lão kinh mạch. Cái này không chỉ là bởi vì lý thất dạ thủ pháp tuyệt thế vô song, cái này cũng ý nghĩa lý thất dạ ngự hỏa chi đạo đã là đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Một cái tu sĩ có thể đem ngự hỏa chi đạo tu luyện đến trình độ như vậy, vậy ý nghĩa hắn đang đạo nhược không đi nơi nào. Tư, tư, tư ở thời điểm này từng đợt hòa tan thanh âm vang lên, theo hỏa tuyến tại dương trưởng lão trong cơ thể lưu động, hung mảnh hỏa diễm đem dương trưởng lão trong cơ thể hàng độc từng cái đốt cháy mất, thậm chí đem tìm phục tại bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh hàng độc đều nhất nhất đốt cháy sạch sẽ. Tuyệt không cho hàng độc có chút còn sót lại cơ hội. Cường hãn như thế vô song thủ pháp, nhưng một nhã lan cùng phạm diệu chân hai nữ tử đều xem đến không khỏi ngẹn hồng nhìn trân trối. Đây là thể hiện lý thất dạ cường đại vô cùng thực lực, theo như vậy trừ độc thủ pháp có thể nhìn ra được. Lý thất dạ ngự hỏa chi thuật, dược lý chi đạo, chữa thương thủ pháp, vân vân đều đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cường hãn như thế tổng hợp thực lực, đó là xa xa ở chỗ các nàng phía trên. Cuối cùng vốn là xỏ xuyên qua dương trưởng lão kinh mạch toàn thân hỏa tuyến chậm rãi hội tụ. Quản chi mãnh liệt như thế hung mãnh liệt diễm tại dương trưởng lão trong cơ thể chảy xuôi theo, đều không thể làm bị thương dương trưởng lão chút nào, vậy thì ý nghĩa lý thất dạ là tuyệt đối khống chế lò lửa, đã đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng rồi, tự như hắn tự là chí cao vô thượng hỏa thần đồng dạng. Như thế tuyệt thế vô song ngự hỏa chi thuật, để ở đang đạo bên trên có sâu đậm tạo nghệ phạm diệu chân cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, trong nội tâm vì đó rung động, các nàng trường sinh cốc chính là đang đạo truyền thừa, dược sư vô số, nhưng là ngự hỏa chi thuật có thể đạt tới lý thất dạ như vậy cảnh giới người. Chỉ sợ khó với tìm ra. Tư, tư, từ, tư, từ, từng đợt yếu ớt không gì sánh được đốt cháy thanh âm vang lên, ở thời điểm này lò lửa đã không còn là dây nhỏ, nó vậy mà như nước chảy đồng dạng tại dương trưởng lão trong cơ thể chảy xuôi theo, một lần lại một lần chảy xuôi qua dương trưởng lão toàn thân, giống như là chảy xuôi đồng dạng tẩy rửa lấy dương trưởng lão thân thể từng cái nơi hẻo lánh, đảng quét lấy dương trưởng lão toàn thân. Cuối cùng hết thảy lò lửa hội tụ thành một đoàn, nghe được ba, một thanh âm vang lên, chỉ thấy cái này một đoàn lò lửa theo dương trưởng lão trong cơ thể xông ra. Đem làm lò lửa theo dương trưởng lão trong cơ thể bốc lên sau khi đi ra liền phiêu du tại không trung, tại thời khắc này phạm diệu chân bọn hắn cũng nghe được từng đợt, cơ cứ ý tờ, tê, tê, cơ cứ ý tờ, tê, tê, cực ý tờ, tê, tê, tiếng thét chói tai, cái này xèo, xèo cực ý tờ, tê, tê tiếng thét chói tai tuy nhiên là rất nhỏ, nhưng lại mười phần gai tai, hình như là thật nhỏ ngân châm đồng dạng đâm vào người trong tai, khiến người hai lỗ tai đau nhức đau, khiến người khó với chịu đựng. Tại lúc này Phạm Diệu chân bọn hắn nhìn kỹ mới phát hiện cái này một đoạn lò lửa bên trong bao vây lấy một vật, đây là một đầu thật nhỏ độc trùng. Cái này độc trùng chỉ có tóc lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, tự như là tinh thể đồng dạng, nhưng lại nhìn cẩn thận một chút, cái này thật nhỏ độc vật vậy mà sinh trưởng có hai cái răng nanh, mười phần bén nhọn, diện mục dữ tợn, khiến người nhìn đều không rét mà run. Lúc này cái này đầu thật nhỏ độc vật tại hỏa đoàn trong tả sung hữu đột, muốn muốn từ cái này một đoàn lò lửa trong chạy trốn ra ngoài, nhưng là lò lửa gắt gao bắt nó phong tại bên trong, khiến nó không cách nào đào thoát. Bồng, một thanh âm vang lên, ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, vạn lô thần nháy mắt phúng dũng ra thao thao bất tuyệt liệt diễm. Hung mảnh không gì sánh được lò lửa nháy mắt phun tại cái này một đoàn lò lửa phía trên, cái này đoàn lò lửa thế lửa nháy mắt tăng vọt mấy trăm lần, có phần thiên nấu hải xu thế. Bồng, bồng, bồng. Liệt hỏa phúng dũng, điên cuồng mà đốt cháy lấy cái này đầu độc trùng, độc trùng dốc sức liều mạng dãy dụ lấy, muốn chạy trốn đi ra, nhưng lại trốn không thoát, cuối cùng độc trùng thê lương hét lên một tiếng, cái này, cực ý tờ, t, t, một tiếng thét lên, đâm vào người hai lỗ tai phát đau nhất. Cuối cùng cái này đầu độc trùng nhịn không được lò lửa như thế điên cuồng đốt cháy. Tại trong tiếng thét chói tai bị đốt thành tro, theo lò lửa quay về vạn lô thần bên trong lúc, cho bụi tùy theo phiêu tán mà đi. Phạm Diệu chân các nàng đều bị trước mắt như vậy một màn hấp dẫn rồi, như vậy một màn thật sự là quá rung động rồi, theo trừ độc đến đốt diệt độc trùng, toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi, Lý thất Già lại tùy tâm ứng tay, từng cái thủ pháp đều như nước chảy mây trôi, dịu đến đỉnh hào, khiến người sợ hãi tháng phục không thôi. Đồng thời làm cho các nàng vì đó rung động chính là, các nàng cũng không có nghĩ đến dương trưởng lão trong cơ thể vậy mà cất giấu khủng bố như thế độc trùng. Nếu như lúc này đây không phải có lý thất Già ở đây, chỉ sợ dương trưởng lão cũng là một mạng hôn minh quy thiên rồi. Cuối cùng, lý thất giả thu hồi vạn lô thần, nhìn thoáng qua hôn mê dương trưởng lão, nhàn nhạt nói, tốt rồi, hắn không có việc gì rồi. Sư huynh, cái này, đây là gì độc? Phục hồi tinh thần lại về sau, xa cách lãnh đạm mục nhã lan đều lập tức hướng lý thất giả dạ thỉnh giáo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nóng bỏng ham học hỏi khát vọng, như thế ca bệnh nạn còn là lần đầu tiên gặp được. Nàng rất suy nghĩ cẩn thận trong này nguyên nhân Hàng ma Lý thất dạ nhàn nhạt nói Hàng ma Nghe cái này danh tự Mục Nhã Lan cũng không khỏi đánh một cái lạnh ruông, nói ra, cái này là trong truyền thuyết vật kịch độc hàng ma, đồn đại nó là vô tung vô ảnh, đoạt tánh mạng người vô hình. Đối với như vậy hung danh hiển hách vật kịch độc, Mục Nhã Lan cũng chưa từng có bái kiến, chỉ là từ trong sách ghi lại biết có lấy như vậy một loại kịch độc mà thôi. Chương 2298, được hoan nghênh nhất đại sư Huynh Hàng ma, đây chẳng qua là hư cấu một loại độc vật mà thôi, cho tới bây giờ tựu không tồn tại. Nghe được lý thất dạ mà nói, lúc này một bên hoàng quyền uy không phục nói, ở thời điểm này hắn không có cam lòng, thoáng cái bị tựu lý thất dạ so không bằng, lập tức nhường hắn ảm đạm thất sắc. Không kiến thức, cũng đừng trách sách cổ. Lý thất dạ xem hời hợt liếc nhìn hoàng quyền uy một cái, nói ra, người chưa thấy qua, không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói là ngươi không kiến thức mà thôi. Ngươi, bị lý thất dạ lời này một kích. Hoàng quyền uy lập tức sắc mặt đỏ lên, thần thái hết sức khó coi, vừa mới tại lý thất dạ trước mặt còn dương dương tự đắc, bây giờ lại bị lý thất dạ một cái tác trúc về nguyên hình, như vậy chênh lệch nhường trong lòng của hắn khó chịu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Phục hồi tinh thần lại về sau, Phạm Diệu Chân cũng không khỏi tò mò hỏi. Hàng ma, vô ảnh vô hình, giống như là không tồn tại u linh đồng dạng, thường thường giết người vô hình. Trên thực tế, đây cũng không phải là là nó vô ảnh vô hình, nó thường thường là ký sinh tại cái khác độc vật trong cơ thể mà thôi. Lý thất giả từ từ nói tới, nói ra, thường thường nhiều khi, bị hàng ma giết chết người, còn cho là mình là bị nó ký chủ giết chết chết. Trên thực tế, tập kích dương trưởng lão cái kia chỉ quỷ ngao sắc đã là bị hàng ma sợ ký sinh, chẳng qua là quỷ ngao sắc cũng là kịch độc hung mảnh độc vật, quản chi nó chết về sau, vẫn là cùng hàng ma đỏ sức. Đem làm dương trưởng lão bị tập kích về sau, hàng ma đã xâm nhập dương trưởng lão trong cơ thể, nhưng quỷ ngao sắc kịch độc yên nguyên cùng hàng ma đỏ sức, cho nên quỷ ngao sắc kịch độc yên nguyên tại dương trưởng lão trong cơ thể áp chế hàng ma. Đổi một câu nói, coi như là quỷ ngao sắc kịch độc cứu được dương trưởng lão một mạng. Đem làm hóa giải quỷ ngao sắc kịch độc về sau, hàng ma liền đã phát động ra mãnh liệt thế công, hàng độc nháy mắt xâm nhập dương trưởng lão toàn thân. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hời hợt liếc nhìn Hoàng Quyền Uy một cái. Hoàng Quyền Uy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt hết sức khó coi, ngay từ đầu hắn còn đem lời nói được tràn đầy đấy, hướng dương trưởng lão đánh cực nói là thuốc đến bệnh trừ, hiện tại thiếu chút nữa đem dương trưởng lão hại chết. Hắn nhưng là uy danh hiện hách độc vương nha. Uy danh tại bên ngoài, mỗi người đều biết, hôm nay lại thua ở một cái vô danh tiểu bối trong tay, cái này nhường hoàng quyền uy sắc mặt mười phần lúng túng. Là ta cân nhắc không chu toàn. Mục Nhã Lan không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, không thể nghe sư huynh ý kiến, đây là ta làm nghệ y bên trên sai lầm. Tại bắt đầu thời điểm, Lý Thất Giả dạ đã nhắc nhở qua bọn hắn rồi, chỉ là Mục Nhã Lan lúc ấy lựa chọn càng tin tưởng Hoàng Quyền Uy, dù sao Hoàng Quyền Uy tại độc thuật thực lực là mọi người đều biết sự tình. À, vừa lúc đó, hôn mê dương trưởng lão tỉnh lại. Kinh hồn chưa định hắn thoáng cái bò lên, sắc mặt bạc màu, kinh hoảng thất sắc nói, ta thế nào, thế nào, trưởng lão, ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Mục Nhã Lan Trấn An nói, sư huynh của ta ra tay, đã vì ngươi bỏ đi trong cơ thể hàng độc, chết cháy hàng ma, trưởng lão kịch độc trong cơ thể tận trừ, sẽ rất nhanh khôi phục. Nghe được Mục Nhã Lan mà nói, kinh hồn chưa định dương trưởng lão cái này mới hồi phục tinh thần lại, tại hắn hôn mê trước kia cũng nhìn thấy lý thất giả xuất thủ cứu giúp một màn. Đa tạ hiền chất cứu giúp, đây là đem lão đầu tử theo quỷ môn quan kéo lại. Dương trưởng lão xấu hổ như thế nói, lão đầu tử có mắt như mù, xấu hổ, xấu hổ. Tại bắt đầu thời điểm, dương trưởng lão cũng lựa chọn tin tưởng hoàng quyền uy, thậm chí mở miệng nhẹ khiển trách lý thất giả. Hiện tại nếu như không phải lý thất giả xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ cái mạng già dạ của hắn cũng quăng ở nơi này rồi nghĩ đến mạo hiểm một mạng hắn cũng không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mười phần xấu hổ tiểu thuật mà thôi chưa đủ thành đạo lý thất giả hời hợt lý thất giả cái này hời hợt mà nói lại như là một cái cái tác hung hăng quốc vào hoàng quyền uy trên mặt đối với hoàng quyền uy mà nói độc thuật là đại biểu cho hắn hết thảy hắn theo tự mình tuyệt thế vô song độc thuật vì ngạo đây cũng là hắn cười ngạo thiên hạ vốn liếng nhưng hiện tại hắn cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo độc thuật đến lý thất dạ trong miệng chẳng qua là tiểu thuật mà thôi đây không phải hung hăng phiến hắn một bạc tai sao trong khoảng thời gian ngắn nhường hoàng quyền uy là sắc mặt khó coi tới cực điểm hảo hảo tỉnh dưỡng a lý thất dạ phân phó dương trưởng lão một câu về sau càng ly khai rồi đại sư huynh chờ ta một chút gặp lý thất dạ ly khai Phạm Diệu Chân lập tức lông mày hớn hở cười. Lập tức đuổi theo. Vốn lúc này đây Hoàng Quyền Uy vốn định là tại một nhã lan trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, mở ra tự mình tuyệt thế vô song độc thuật, tốt lấy được mỹ nhân ưu ái, đạt được mỹ nhân phương tâm, không có nghĩ đến lại bị lý thất giả dạ đoạt hết danh tiếng, tự mình bộ mặt cuối cùng, điều này cũng làm cho Hoàng Quyền Uy không có mặt tiếp tục ngốc đi xuống, lập tức cáo từ ly khai trường sinh cốc. Ly khai bách y đường về sau, Phạm Diệu Chân vui rạo rực kéo Lý Thất giả dạ cánh tay, mười phần thân mật dáng dấp. Sư huynh khó lường, hung hăng đánh độc vương một bạc tai. Xem hắn còn dám hay không đến chúng ta trường sinh cốc dương oai diệu võ. Phạm Diệu Chân hoạt bác bộ dáng khả ái, vui rạo rực nói, lần này họ hoàng cũng là biết khó mà lui rồi, hi, hi. Nói không chừng sư huynh rất nhanh liền có thể bắt làm tù binh chúng ta nhị sư muội phương tâm, sớm ngày ông được người đẹp về nhà do xét thử đã đủ rồi không có. Lý thất giả hời hợt liếc nhìn Phạm Diệu Chân một cái. Phạm Diệu Chân thật không đơn giản, cái này không chỉ là mượn Lý thất giả chi thủ đã kích hoàng quyền uy, càng là tại dò xét thử Lý thất giả thực lực, nàng muốn nói bóng nói gió biết rõ vị đại sư này huynh đến tột cùng là có thế nào thần thông. Bọn hắn sư tôn đến tột cùng là nhìn trúng hắn cái đó một điểm. Tiểu muội đây là đối với sư huynh tin tưởng mười phần nha, sư huynh đang, dược, y đọc mọi thứ thông thạo ta biết ngay sư huynh sẽ hung hăng đã kích vạn thọ quốc khí diễm dương chúng ta trường sinh cốc thần uy tiểu mùi có thế không có ý tứ gì khác nha lúc này phạm diệu chân một đôi vừa tròn vừa lớn nháy mắt một cái nháy mắt đấy trong đôi mắt hiện lên sương mù hình như là mười phần ủy khuất dáng dấp lý thất dạ không chút nào thay đổi nhàn nhạt nói ngươi có tin ta hay không đem ngươi toàn thân lột sạch ném ra bách hoa cốc đây sư huynh ta biết rõ sai rồi, ngàn nên vạn nên, tiểu mùi đều không nên đi dò xét thử sư huynh thực lực của ngươi. Phạm Diệu Chân lập tức là ông lấy lý thất giả cánh tay, cúi đầu nhận lầm, thoáng cái đem tư thái phóng được rất thấp, nói ra, sư huynh ngươi đại nhân có đại lượng, tạm tha tiểu mùi một lần nha, tiểu mùi về sau cũng không dám nữa. Đại sư huynh, ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tạm tha ta một lần rồi, tiểu mùi về sau nấu cơm cho ngươi bưng trà, lấy công chuộc tội. Phạm Diệu Chân cái này nha đầu ngốc thật sự chính là tài ba, cầm được thì buông được, quỷ kế chồng chất. Mười đủ mười một cái tiểu ma nữ, đích thật là một cái khiến người lại yêu lại đau đầu nha đầu. Nếu như có lần nữa, vậy ngươi tự tự mình nghĩ kỹ a. À? Lý thất và phong khinh vân đạm nhìn nàng một cái. Tuyệt đối sẽ không có lần nữa, tiểu mụi cam đoan, tiểu mụi nhìn trời thề, về sau cũng không dám nữa. Phạm Diệu Chân lập tức đã giơ tay lên chưởng, thề nói, mười phần chăm chú, không có nửa điểm hàm hồ. Lý thất già dạ chỉ là nhìn nàng một cái, không có nói cái gì nữa rồi. Hi, ta biết ngay đại sư huynh là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền đấy, về sau tiểu sư muội ta cũng không dám nữa. Nhìn thấy lý thất già dạ không tức giận rồi, phạm diệu chân ông lý thất già dạ cánh tay, vui rạo rực đi lên phía trước. Lý thất già dạ ở tại Bách Hoa Cốc, coi như là thích ý, Bách Hoa Cốc an bình không nhiễu, mười phần thanh tĩnh tại đây hai ba ngày trong thời gian phạm diệu chân cái này nha cũng không biết rõ là chạy đi nơi nào trái lại không có tới quấy rầy lý thất già dạ. cái này hai ba ngày bên trong trái lại tiểu sư muội tần thực dược đến rồi vài chuyến nàng ưa thích cùng bái phỏng lý thất già dạ, mỗi lần tới gặp lý thất già dạ, đều hướng lý thất già dạ thỉnh giáo một ít dược lý phương diện tri thức so sánh với đến phạm diệu chân cái này giảo hoạt bách biến tiểu ma nữ đến tình cảm tính ôn nhu tha thứ tần thực dược tự khả nhân nhiều hơn cùng với nạn cũng là rất thích ý thoải mái. Đối với tầng thực dược vấn đề, lý thất Dạ đều có thể cho nàng từng cái chỉ điểm, cái này nhường tầng thực dược mỗi lần đều là thu hoạch ít nhiều, mỗi lần lúc rời đi đều là vui rạo rực đấy. Nhưng mà, lý thất Dạ thanh tĩnh chưa từng có hai ngày tự bị đánh vỡ, một ngày này sáng sớm, lý thất Dạ trước đây bắt đầu ngoài cửa cũng đã có bầy các cô nương đem tiểu viện vây được chật như nêm cối rồi. Đại sư Huynh sáng sớm tốt lành, khi nhìn thấy lý thất dạ về sau những này bách hoa cốc các cô nương nhau nhau đều hướng lý thất dạ thỉnh an đại sư huynh sư tỷ nói ngươi thông thạo đan dược y độc thầy sư tôn chấp giáo truyền đạo tiểu muội hôm nay muốn mời đại sư huynh dạy cho chúng ta luyện đan chi thuật ở thời điểm này có nữ đệ tử vui rạo rực nói cũng có khác một nữ hài tử cũng cao hứng nói đại sư tỷ nói đại sư huynh dược lý vô song tỷ muội chúng ta ba cái muốn dưỡng một loại kỳ thảo muốn mời đại sư huynh chỉ điểm một hai. Sư tôn ly khai thời điểm. Từng truyền đệ tử tâm pháp, đại sư tỷ nói sư huynh ngươi là thủ tịch đại đệ tử thông thạo chúng ta trường sinh cốc hết thảy tâm pháp, tiểu mùi không biết rõ tu luyện được như thế, kính xin đại sư huynh phủ chính. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài cửa các cô nương đều đồng thời nói chuyện, yến ngữ oanh thanh âm, nhiều như vậy mỹ nữ giai lệ muốn nhờ, vốn là một kiện là mười phần diễm phúc sự tình, nhưng bị nhiều như vậy cô nương thoáng cái cuốn lấy, cũng lập tức khiến người da đầu rung lên rồi. Lý thất dạ lập tức đầu bốc lên hát tuyến, hắn biết rõ các cô nương trong miệng sư tỷ là ai. Ngoại trừ phạm diệu chân cái này nha đầu ngốc bên ngoài, còn có ai dám cho hắn thêm phiền toái đây này. Khục, ngay tại các cô nương bao quanh đem lý thất dạ vây quanh, từng đợt yến ngữ oanh âm thanh thời điểm, một tiếng lạnh lùng ho khang thanh âm vang lên. Ở đây các cô nương đều nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử đứng ở nơi đó nàng lạnh lẽo vắng vẻ tựa như hàng mai ngạo tuyết xa cách quạng cu ẻ khí tức khiến người không dám thân cận nhị sư tỷ chứng kiến nữ tử này ở đây các cô nương đều nhao nhao yên tĩnh trở lại không dám lỗ mãn nữ tử này đúng là bách hoa cốc ba đẹp một trong nữ thần y mục nhã lan mục nhã lan với tư cách bách hoa cốc nhị sư tỷ nàng có rất cao uy vọng xa cách quạng cu ẻ nàng nhường bách hoa cốc sư tỷ muội đều đối với nàng có vài phần kính sợ, không giống phạm diệu chân như vậy làm cho các nàng cảm thấy thân cận. Hướng sư huynh thỉnh giáo, cũng chớ phong tuôn ra mà đến, các ngươi xác nhận trước cùng sư huynh hẹn rồi thời gian, chớ quấy rầy sư huynh thanh tu. Mục nhã lan phân phó những này nữ đệ tử nói ra. Chúng ta đây ngày mai lại đến. Có nữ đệ tử lập tức hé miệng cười khẽ không ít các cô nương nhau nhau muốn cùng lý thất giả ước định thời gian, mang theo ba phần dí dỏm ly khai rồi. Không hề nghi ngờ, đây đều là phạm diệu chân giật dây các nạn mà đến đấy. Chương 2299, Nguy cơ tiến đến Trong nháy mắt, các cô nương đều nhau nhau ly khai rồi, các cô nương lúc rời đi đều nhau nhau hé miệng cười khẽ, lộ ra dễ thương động lòng người, mười phần làm cho người ta triều mến. Các cô nương đều sau khi rời khỏi, chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng một nhã lan, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, vào đi. Đi vào trong phòng về sau, một nhã lan hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, nói ra, tiểu mùi có mắt như mù, lúc đó thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Mấy ngày nay đến một nhã lan một mực đều có lẽ nhìn một lần Lý Thất Dạ, chỉ là bách y đường người bệnh rất nhiều, không thể thoát thân, hôm nay hơi có không hà, đặc biệt đến đây hướng lý thất giả thỉnh tội. Lý thất giả nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ai cũng có nhìn lầm thời điểm, chưa đủ vì quái. Trên thực tế, với tư cách một cái đại phu, một nhã lan làm rất khá, cũng là rất tận trách, chân chính cũng coi là nhân tâm diệu thủ. Ở lúc này vì dương trưởng lão giải đọc chuyện này bên trên xuất hiện sai lầm, cái này cũng không trách nàng, cũng không tính là sai lầm của nàng. Sư huynh y thuật vô song, tiểu muội có rất nhiều địa phương muốn mời sư huynh chỉ điểm một hai. Mục Nhã Lan nhìn qua Lý Thất Dạ, trong ánh mắt lộ ra ham học hỏi khát vọng. Mục Nhã Lan vẫn là xa cách quạng cu ẻ dáng dấp, nhưng trong đôi mắt chỗ toát ra đến ham học hỏi khát vọng đã biết rõ nàng đích thật là muốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo đấy. Tại y thuật trên, Mục Nhã Lan đích thật là tạo nghệ sâu đậm, theo thực lực của nàng hoàn toàn là không phụ nữ thần y cái này danh xưng quản chi là tại trường sinh cốc một nhã lan trác việc y thuật cũng có thể cùng thế hệ trước danh y so sánh với nhưng thấy lý thất dạ lộ liễu một tay về sau một nhã lan minh bạch mình cùng lý thất dạ có rất lớn khoảng cách hơn nữa chính như đại sư tỷ phạm diệu chân lời nói lý thất dạ là thông thạo đan dược y độc có thể nói là đại đạo hội tụ ở một thân mọi người chân chân chính chính đại tông sư Mục nhã lan rất rõ ràng có thế chân chính làm được đan dược y đọc đều kênh mương tụ tại một thân lớn như vậy tông sư đừng nói là vàng thống giới chỉ sợ là toàn bộ tam tiên giới đều là rải rác không có mấy biết rõ mình cùng lý thất giả dạ chênh lệch cho nên một nhã lan khiêm tốn hướng lý thất giả dạ thỉnh giáo học ở trường nói nghe một chút a à. lý thất giả dạ liếc nhìn một nhã lan một cái cũng không thoái thác nói thẳng gặp lý thất Giả dạ không hề tàn tư, mục nhã lan trong nội tâm vì đó vui vẻ, bề bụng là hướng lý thất Giả dạ thỉnh giáo một ít trong lòng mình chỗ khó hiểu y đạo huyền nghi. Mục nhã lan chỗ đề vấn đề đều là cao thâm huyền ảo, đừng nói là bình thường danh y, chỉ sợ coi như là y đạo cử phách đều chưa chắc có thể giải nghi ngờ của nàng. Lúc này nàng hướng lý thất Giả dạ thỉnh giáo, vậy cũng thật là tìm đúng người, lý thất Giả dạ thế nhưng mà thông cổ hiểu nay chi nhân, xỏ xuyên qua ba ngàn thế giới, đối với một nhã lan chỗ chỉ nghi vấn đều có thể từng cái giải đáp. Hơn nữa tin diệu tuyệt luôn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng một nhã lan nghe được như si mê như say sưa, tự như hàng mai ngạo tuyết nàng, lúc này đều lộ ra như vậy nóng bỏng, ngày bình thường xa cách lạnh lạnh nàng, lúc này cũng nhìn không được hưng phấn, nghe được diệu dụng thời điểm cũng không khỏi tú mục tỏa sáng, lời nói đều là nhiệt tình như vậy, tại tuyệt diệu chỗ lúc, cũng nhìn không được sợ hãi tháng phục không thôi bách hoa cốc ba đẹp, theo thiên phú mà nói, chỉ sợ là muốn theo phạm diệu chân cao nhất, phạm diệu chân có thế với tư cách đại sư tỷ, cũng không phải nói nàng sớm hơn những đệ tử khác bái tại trường sinh chân nhân tọa hạ. Thiên phú của nàng đích thật là so với những người khác cao, coi như là một nhã lan cùng tần thực dược đều không bằng nàng. Nhưng là, tại trên tu hành một nhã lan cùng tần thực dược hai người các nàng sau so phạm diệu chân càng thêm chuyên chú, một nhã lan chuyên nghiên cứu y thuật tần thực dược say mê tại dược lý, hai người các nàng tại lĩnh vực của mình phía trên đều gọi được là tâm vô bàn vụ, cũng chính bởi vì như thế, các nàng như thế tiểu nhân tuổi trẻ, tự lấy được cao như thế thành tựu. Phạm Diệu chân tại luyện đang phía trên cũng có thành tựu kinh người, chỉ có điều, nàng không giống một nhã lan cùng tần thực dược như vậy chuyên chú mà thôi. Dù sao nàng là đại sư tỷ, nàng không thể như một nhã lan cùng tần thực dược như vậy chỉ cần chuyên chú lĩnh vực của mình hoặc tu hành là được rồi. Phạm Diệu Chân chính là đại sư tỷ, là trường sinh chân nhân tọa hạ đại đệ tử, đương nhiên lý thất giả cái này tiện nghi thủ tịch đại đệ tử ngoại lệ. Cho nên Phạm Diệu Chân nạn không chỉ là muốn tu hành, đồng thời nàng còn muốn triển vọng tự mình tông môn, nàng gánh vác càng lớn sứ mạng, cũng chính bởi vì điểm này, tại đại thế phía trên, Phạm Diệu Chân sau một nhã lan cùng tần thực dược nhìn càng thêm xa, càng thấu. Đối với một nhã lan thỉnh giáo, Lý thất Dạ cũng không có gì tàn tư, có thể nói là dốc túi truyền thụ, đối với mục nhã lan là như thế, đối với tần thực dược cũng là như thế, bởi vì các nàng đều là thuần túy người, đối với lĩnh vực của mình có người khác không sở hữu chấp nhất cùng đã tốt muốn tốt hơn. Cùng các nàng nghiên cứu thảo luận y thuật, dược lý, cái kia đều là một loại hết sức thoải mái hưởng thụ, lý thất dạ cũng là cam tâm tình nguyện truyền thụ cho các nàng. Ken, Ken, Ken. Ngay tại mục nhã lan cùng lý thất dạ nói tới quên mình thời điểm, trường sinh cốc đột nhiên vang lên từng đợt dồn dập không gì sánh được tiếng chuông. Vừa nghe đến cái này dồn dập không gì sánh được tiếng chuông, một nhã lan lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, sư tôn đã xảy ra chuyện. Lời nói vừa rơi xuống, cái gì đều không lo nổi, đoạt môn mà đi. Ken, Ken, Ken dồn dập tiếng chuông vang vọng trường sinh cốc, trường sinh cốc trưởng lão, đệ tử nghe thấy dạng tiếng chuông cũng không khỏi chấn động, bởi vì như vậy tiếng trung thật lâu thật lâu không có vang lên rồi. Đón lấy, không ít đệ tử chứng kiến trường sinh chân nhân toàn thân là huyết, được cứu vào trong bí cốc. Trường sinh chân nhân trọng thương, như vậy một tin tức nhường trường sinh cốc cao thấp nhận được trung động thật lớn. Trường sinh chân nhân với tư cách trường sinh cốc cốc chủ, không chỉ là địa vị tôn quý, hơn nữa nàng đạo hành cũng là thâm bất khả trắc, không có ai biết nàng cụ thể thực lực. Hôm nay trường sinh chân nhân vậy mà trọng thương, cái này có thể nghĩ là cỡ nào chuyện đáng sợ, cái này không chỉ là địch nhân bản thân công lực là cỡ nào cường đại, đồng thời cũng ý nghĩa địch nhân sau lưng chỗ dựa cũng là hết sức kinh người. Trường sinh chân nhân chính là trưởng chấp lấy trường sinh đạo thống quyền hành người, hiện tại có người dám đối với trường sinh chân nhân động thủ, vậy ý nghĩa địch nhân dám hướng trường sinh cốc khiêu chiến. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, trường sinh cốc là nhanh cái chiên vang lên một hồi lại một hồi, hết thảy đệ tử đều bị triệu hồi cương vị toàn bộ trường sinh cốc thoáng cái tiếng nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái năm bước một cương vị 10 bước một trạm canh gác hết thảy đệ tử đều thần kinh kéo căng tùy thời đều tiếng nhập chiến đấu trạng thái bởi vì trường sinh chân nhân bị thương cực trọng bị các lão tổ cứu nhập trong bí cốc cứu giúp trường sinh cốc đệ tử cũng không biết đến tột cùng là ai đánh đã đá thương nàng cũng không người nào biết địch nhân đến tột cùng là ai oanh một tiếng vang thật lớn ngay tại toàn bộ trường sinh cốc đều tiến vào đề phòng thời điểm trường sinh cốc nội bộ nháy mắt phúng dũng ra một cổ ánh sáng màu xanh tại từng đợt trong tiếng nổ vang chỉ thấy ánh sáng màu xanh càng phun càng hung mãnh tựa như mênh mông biến cả đồng dạng cuối cùng đã nghe được ken thanh âm không dứt bên tai ở đằng kia dường như mênh mông biến cả bình thường ánh sáng màu xanh bên trong vậy mà hiện lên một cái cực lớn dược lô bóng dáng cái này dược lô bóng dáng hiển hiện về sau lại lập tức chìm vào trong bí cốc tổ lô nha, chứng kiến như vậy một màn. Trường sinh cốc trưởng lão cũng không khỏi giật mình, thoáng cái càng là lo lắng lo lắng. Mở ra tổ lô rồi. Chứng kiến như vậy một màn, trường sinh cốc cường giả, đệ tử đều trong nội tâm rung động, không có nghĩ đến sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Tổ lô, này là trường sinh cốc thủy tổ dược tiên lưu lại xuống một cái dược lô, đồn đại nói cái này dược lô theo tam tiên giới đại lượng tiên dược rèn luyện mà thành, cái này dược lô có thể khởi tử hồi sinh quản chi ngươi là chết thảm rồi chỉ cần còn có một sợi tàn hồn tại cũng có thể đem ngươi cứu sống tại trường sinh cốc sẽ không dễ dàng vận dụng tổ lô đấy cái này ngoại trừ cần rộng lượng trân quý dược liệu bên ngoài còn cần cường đại vô cùng lực lượng mới có thể phát huy dược lô tác dụng hiện tại trường sinh cốc triệu tập nhiều như vậy lão tổ mở ra tổ lô cái này có thể nghĩ trường sinh chân nhân thương thế là cỡ nào nghiêm trọng rồi không hề nghi ngờ, xuống tay với trường sinh chân nhân địch nhân là muốn đẩy nàng vào chỗ chết không thể. Nghĩ đến có địch nhân đối với trưởng môn của mình hạ độc thủ, không biết rõ có bao nhiêu trường sinh cốc đệ tử cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vì đó cùng chung mối thù, bọn hắn nhất định phải vì trưởng môn báo thù. Nếu như trưởng môn có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn trường sinh cốc cùng địch nhân không chết không ngớt. Tại ngắn mũi thời gian ở trong, trường sinh cốc lão tổ ngoại trừ bế quan không ra, dạo chơi tại bên ngoài bên ngoài hết thảy lão tổ đều bị triệu tập tề lực mở ra tổ lô toàn bộ trường sinh cốc cao thấp toàn lực ứng phó đi cứu trị trọng thương trường sinh chân nhân trong khoảng thời gian ngắn trường sinh cốc cao thấp đều thần kinh buộc được chặt chẽ đấy bởi vì trường sinh cốc các lão tổ đều bị triệu tập mở ra tổ lô rồi rất nhiều trưởng lão để tránh có người đánh lén đều thủ hộ tại bí cốc bên ngoài cho nên trong khoảng thời gian ngắn đề phòng đại nhậm đều đã rơi vào trường sinh cốc đệ tử trên người trường sinh cốc cao thấp đều đoàn kết một lòng thủ vững cương vị nếu có địch nhân tập kích bọn hắn thề sống chết huyết chiến đến cùng với tư cách đại sư tỷ phạm diệu chân càng là kiên quyết sắc bén tự mình ra trận nàng là bận tối mày tối mặt vải thủ trường sinh cốc tự mình chấp tuần ở thời điểm này phạm diệu chân mới có thể cũng là triển lộ không bỏ sót tự mình mặc áo giáp cầm binh khí nàng tại đây nguy nan thời điểm bổ nhiệm một chút cũng nghiêm túc điều khiển có lần vải thủ cẩn thận, mở rộng ra đại hạp, phong độ của một đại tướng khiến người nhìn một phát là thấy hết. Chỉ cần hiện tại ngươi chứng kiến sẵn sàng chiến đấu phạm diệu chân, tự như một tôn kinh nghiệm sa trường đại tướng, tại thời khắc này ngươi rất nan giữ người kia đến bị điên tiểu ma nữ liên hệ cùng một chỗ, ở thời điểm này phạm diệu chân có đại tướng chi lần, trầm ổn tỉnh táo. Tại toàn bộ trường sinh cốc tiến vào chuẩn bị chiến tranh thời điểm, ngược lại dùng cầm đầu chỗ đại đệ tử lý thất dạ lại có vẻ đặc biệt nhẹ nhõm, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn hắn một mình một người ở tiểu viện mười phần thanh tĩnh vô vi mặc dù nói lúc này trường sinh cốc đã kéo căng dây cung từng cái đệ tử đều tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái may mắn là trọng thương trường sinh chân nhân địch nhân một mực đều không có xuất hiện cũng không có xuất hiện có bất cứ địch nhân nào đến đánh trường sinh cốc vậy cũng là trong bất hạnh vạn hạnh chỉ sợ đúng lúc này là trường sinh cốc suy yếu nhất thời điểm nếu như thừa dịp đúng lúc này đánh trường sinh cốc mà nói cho dù công không được trường sinh cốc chỉ sợ trường sinh cốc cũng là tổn thất thảm trọng xem ra trọng thương trường sinh chân nhân địch nhân đối với trường sinh cốc thực lực cũng là có chỗ kiên kỵ trọng thương trường sinh chân nhân về sau cũng không có thừa dịp thắng truy kích cũng không có đánh trường sinh cốc dù sao bất luận kẻ nào muốn đánh trường sinh cốc cái kia đều phải làm thời gian dài suy nghĩ trường sinh cốc dù sao cũng là chưởng chấp lấy trường sinh đạo thống nội tình thâm bất khả trắc, quản chi là cường đại trở lại người, đều chưa chắc có thể đánh hạ trường sinh cốc. Chương 2300, Vạn Thọ Quốc đến cầu hôn. Trường sinh cốc yên tĩnh, toàn bộ trường sinh cốc thần hồn nát thần tính, mỗi cái trường sinh cốc đệ tử cũng là thủ vững cương vị, thậm chí là đao kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng chiến đấu so về tùy thời đều tiến vào trạng thái chiến đấu trường sinh cốc đệ tử đến, lý thất dạ không biết rõ là đến cỡ nào thanh nhàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn, hắn là chân không bước ra khỏi nhà, an tâm tu hành. Lý thất dạ ngã ngồi tại trong phòng, trong nhập định xem, tự như là thần du thái hư, toàn bộ ngốc như tượng điêu khắc gỗ. Cát, cát, cát. Không biết rõ qua rồi bao lâu về sau, một hồi rất nhỏ thanh âm vang lên, ở thời điểm này dưới mặt đất mở rộng lá xanh chỉ thấy gốc cây già từ dưới đất chui ra cái này gốc gốc cây già chính là lý thất dạ theo khuyết nha sơn đoạt được cái kia gốc gốc cây già nó đi theo lý thất dạ về sau lý thất dạ cho cái này gốc gốc cây già đặt tên là trường sinh trường sinh gốc cây già từ dưới đất chui vào sau khi đi ra số lượng không nhiều lắm lá xanh chập chờn lộ ra là thập phần hưng phấn dáng dấp ta biết rõ rồi lý thất dạ nhìn thấy dài sinh gốc cây già dạ cái kia thập phần hưng phấn chập chờn lấy lá xanh không khỏi cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng mà vuốt gốc cây già dạ, ánh mắt thâm thúy từ từ nói trường sinh cốc đích thật là có chút ý tứ nội tình chi sâu đích thật là có chút khiến người khó với tưởng tượng lúc này lý thất dạ nhìn qua bên ngoài thâm thúy ánh mắt nhúc nhích hào quang hắn đến trường sinh cốc đương nhiên không phải là vì đem làm một cái cái gì thủ tịch đại đệ tử rồi cái gọi là thủ tịch đại đệ tử cái kia chẳng qua là theo hưng mà làm. Cuối cùng, Lý Thất Giả thu hồi trường sinh gốc cây già, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tự như là ngủ rồi đồng dạng. Ở tại Bách Hoa cốc Lý Thất Giả thanh nhàn không lo, bất quá cuộc sống của hắn không có qua mấy ngày bị đánh vỡ, tại đây một ngày Phạm Diệu Chân tìm tới hắn. Lúc này Phạm Diệu Chân ăn mặc một thân bó sát quần áo, nàng lúc này hoàn toàn là cùng trong ngày thường không đồng dạng, dứt khoát lưu loát cả người tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt khí thế, nhìn kỹ lên, lại có lấy một phen không đồng dạng như vậy hàm súc thú vị, lúc chăm chú lên phạm diệu chân cũng là xinh đẹp động lòng người, vẫn là khiến người hai mắt tỏa sáng. Vạn thọ quốc một vị thân vương đến rồi. Phạm diệu chân nhìn thấy lý thất dạ về sau. Đi thẳng vào vấn đề, lúc này đây nàng cũng không có đi vòng vo. Từ khi trường sinh chân nhân trọng thương về sau, chư vị lão tổ muốn vì trường sinh chân nhân chữa thương, mà các trưởng lão lại lưu tại bí cốc hộ pháp cho nên trường sinh cốc rất nhiều chuyện đều hạ xuống trẻ tuổi đệ tử trên thân lúc này trường sinh cốc trẻ tuổi đệ tử rốt cục gặp phải lấy khảo nghiệm với tư cách trường sinh chân nhân tọa hạ đại đệ tử phạm diệu chân càng là gánh vác trách nhiệm trường sinh cốc rất nhiều sự vụ đều do nàng tự mình chủ trì trường sinh cốc phòng ngự bố trí cũng là xuất từ ở tay của nàng mặc dù là tạm thời vân mệnh nhưng phạm diệu chân triển lộ ra cùng nàng tuổi chỗ không hợp lão thành vừa mới năng lực cũng ở thời điểm này phát huy được phát huy vô cùng tinh tế không hề nghi ngờ với tư cách trường sinh chân nhân đại đệ tử phạm diệu chân đã sớm là có chỗ chuẩn bị nàng sở học vào hôm nay cũng rốt cục phái lên công dụng rồi sau đó thì sao lý thất già cười cười phạm diệu chân tú mục ngưng tụ thần thái trịnh trọng nói nói vạn thọ thân vương mang hậu lễ mà đến vì bọn hắn vạn thọ quốc cầu hôn là ai một cái Lý Thất Dạ nói ra, "Nhưng ta đoán đoán, là Độc Vương Hoàng quyền uy sao? Muốn kết hôn nữ thần y của chúng ta." "Không sai." Phạm Diệu chân trịnh trọng gật đầu, nói ra, "Vạn Thọ thân vương muốn gặp cốc chủ, đúng nói chuyện hai nhà chuyện đám hỏi." Nghe được tin tức như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Trường Sinh chân nhân trọng thương, vừa lúc đó Vạn Thọ quốc vậy mà phái ra thân vương đến đây cầu hôn muốn tác hợp độc vương hoàng quyền uy cùng một nhã lan, vạn thọ quốc cử động lần này cái này không khỏi là lớn hơn tại lập tức đi à nha. Không muộn cũng không còn sớm, hết lần này tới lần khác tại nơi này trong lúc mấu chốt vạn thọ quốc thân vương đến đây cầu hôn. Cái này không khỏi là thật trùng hợp a. À. Ngươi hướng lão tổ bọn hắn báo cáo là được. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chư vị lão tổ không phải bế quan không ra, chính là làm chủ cầm tổ lô, cứu trị sư tôn đa số trưởng lão thủ tại bí cốc hộ pháp phạm diệu chân nói ra phạm diệu chân lời này nói ra đây đã là lại hiểu hơn hết rồi chuyện này đã là do bọn hắn trực tiếp đến quyết định ngươi là đại sư tỷ ngươi đi hỏi một chút nhã lan các ngươi làm quyết định cũng được lý thất giả dạ nói ra nhã lan cự tuyệt phạm diệu chân nói ra hơn nữa ta chỉ là đại sư tỷ ngươi thế nhưng mà đại sư huynh với tư cách sư tôn tòa hạ thủ tịch đại đệ tử, chuyện như vậy nên do ngươi đến chủ trì. Trường sinh cốc nguy nan thời điểm, vạn thọ quốc lại hết lần này tới lần khác tại nơi này mấu chốt cầu hôn, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp, phạm diệu chân bọn hắn lại làm sao có thể đáp ứng đâu này, lại nói một nhã lan bản thân đối với hoàng quyền uy cũng không có chút nào ý tứ, cho nên như vậy một cái cọc quan hệ thông gia, cái kia là chuyện không thể nào. Ngươi cái này đại sư tỷ đã làm được 10 phần xuất sắc, Mười phần ưu tú, chuyện thế này, các ngươi tỷ muội thương lượng định là đủ. Lý thất giả vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Phạm Diệu chân hung hăng khoét Lý thất giả liếc, nói ra, ngươi có thế mơ tưởng Lâm Trận đào thoát, hiện tại Trường Sinh Cốc ở vào nguy nan, ngươi cái này Thủ Tịch Đại đệ tử cần phải gánh vác trách nhiệm. Cho dù chuyện như vậy tỷ muội chúng ta làm quyết định, vậy cũng phải do ngươi vị này Thủ Tịch Đại đệ tử đi nói với Vạn Thọ Thân Vương là nhường ta lưng hắc hòa a à. lý thất dạ không khỏi nở nụ cười nói ra chuyện thế này thế nhưng mà có thể dẫn tới chiến tranh vạn thọ quốc giờ phút này là lai giả bất thiện một khi khai chiến ta đây chẳng phải là thành pháo hôi như thế nào sợ sao phạm diệu chân liếc lý thất dạ liếc xích ánh mắt trần truồng trực tiếp là khiêu khích hắn nhà đầu không muốn cho ta phép khích tướng lý thất dạ cười lắc đầu nhàn nhã nói như vậy phép khích tướng đối với ta mà nói không chỗ hữu dụng. Chớ quên, ngươi có thể thủ tịch đại đệ tử, chớ chiếm cầu tiêu không chịu đi ị, không có bảo ngươi xong pha chiến đấu, cái kia đã là mười phần ưu đãi ngươi rồi. Phạm Diệu chân tức giận trắng rồi lý thất giả liếc. Nói ra, nhã khí, nhã khí điểm, ngươi thế nhưng mà chúng ta trường sinh cốc bề ngoài, nói chuyện làm sao có thể như vậy thô tục, nhã khí điểm. Lý thất giả cười uống nắng, nói ra, không cần thiết phá hoại ngươi thuộc nữ hình tượng thiếu cùng ta cải cọ đi hay là không đi phạm diệu chân lúc này tốn hơi thừa lời xoa tay lời nói không có vài câu nàng cái này tiểu ma nữ tự lộ ra bản tính rồi nhìn nàng hiện tại bộ dạng này tốn hơi thừa lời bộ dạng tựa hồ lý thất dạ nếu không đáp ứng nàng sẽ cho lý thất dạ một chậu đánh một trận đi tại sao không đi đây này lý thất dạ nở nụ cười biết nghe lời phải, nói ra, đại sư tỷ đều phân phó, ta còn dám không tuân theo sao? Bằng không mà nói, chỉ sợ trường sinh cốc không có ta nơi sống yên ổn. Thiếu cho ta ba hoa. Phạm Diệu chân bị tức được nghiến răng đấy, hung hăng tại lý thất dạ bên hông bấm một cái, đầu đến lý thất dạ nhe răng liệt răng. Tiết lộ cho ngươi một tin tức. Tại lý thất giả dạ đứng dậy gặp vạn thọ quốc thân vương thời điểm, Phạm Diệu chân gọi lại hắn. Qua ít ngày, Chính là dược lưu đại hội, xem như chúng ta trường sinh đạo thống một cái tế bái tổ tiên ngày, cho tới nay đều do chúng ta trường sinh cốc chủ trì. Phạm Diệu Chân chăm chú nói với Lý Thất Dạ. Vậy thì càng đúng dịp. Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, nói ra, tại muốn tế bái tổ tiên thời gian sắp đến thời điểm cốc chủ bị người trọng thương, mà lúc này lại là vạn thọ quốc đến cửa cầu hôn, cái này thật trùng hợp. Cho nên, nên làm như thế nào? trong lòng ngươi đã có thể đáng đo tốt rồi. Phạm Diệu chân nhìn thấy Lý Thất Giả dạ nói ra. Nếu như nói, ta chọi cứng đâu này? Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, phải biết, ta làm việc thế nhưng mà chưa từng có chịu thua đấy, bất kể là thế nào địch nhân, hoặc là cho ta nằm rạp trên mặt đất quỳ thè lưỡi ra liếm. Hoặc là trở thành ta dưới chân xương khô. Nhà đầu, đem ta lôi ra đến, ngươi có thế đã suy nghĩ kỹ. Ngươi là muốn chậm lại một chút đâu này, còn là muốn khai chiến đâu này. Lý thất giả cười dịu dàng nhìn xem Phạm Diệu Chân, nói ra, nếu như các ngươi muốn chậm lại một chút hào khí, cho trường sinh cốc một cái giảm sốc thời gian, vậy ngươi tự không cần phải kéo lên ta. Ta người này, một khi đi lên, cái kia nhất định là cứng rắn làm đến cùng đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Diệu Chân không nói, bắt đầu trầm mặt, sau một lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý thất dạ, nàng cái kia dịu dàng tú mục nhìn thẳng lý thất giả hai mắt. Đón nhận lý thất giả ánh mắt, cái này tự hồ là muốn nối thẳng lý thất giả ở sâu trong nội tâm, cũng như là nhường lý thất giả chiếu vào ánh mắt nội tâm của mình. Ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng Phạm Diệu chân trịnh trọng gật đầu nói ra, tuy nhiên ta không biết rõ vì cái gì sư tôn sẽ chọn ngươi với tư cách thủ tịch đại đệ tử, nhưng ta yên nguyên tin tưởng ngươi. Giờ phút này sư tôn không tại, như vậy ta tin tưởng ngươi vị này thủ tịch đại đệ tử sở tác sở vi, mặc kệ ngươi là làm ra thế nào quyết định, ta cùng chư vị sư tỷ muội đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhà đầu, nói không chừng ngươi một chút không cẩn thận đó là đem trường sinh cốc chấp tay đưa cho một cái ác ma. Lý thất giả nở nụ cười, sờ lên phạm diệu chân tráng, sau đó xoay người rời đi. Tại trong đại điện, vạn thọ quốc thân vương lạnh lùng ngồi ở chỗ kia. Vạn thọ quốc thân vương chính là một cái vũ uy lão già, hắn song tóc mai như kiếm, ánh mắt sẵn giọng, hắn là vạn thọ quốc trước mắt quyền thế nhất cường thịnh thân vương, từng vì vạn thọ quốc mang binh chinh chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Hôm nay hắn bị vạn thọ quốc hoàng đế nhờ vả, đến đây vì vạn thọ quốc thiên tài hoàng quyền uy cầu hôn, tại hôm nay cầu hôn, hắn vị này bà mối có thể nói đến có chuẩn bị. Vạn thọ thân vương đến rồi rất lâu rồi. Một mực không thể nhìn thấy trường sinh cốc chư vị trưởng lão, chớ nói chi là trường sinh cốc lão tổ rồi mặc dù là như thế hắn vẫn là có thế bảo trì bình thản không hề sinh khí vạn thọ thân vương ánh mắt sẵn giọng hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia mười phần tỉnh táo coi như là trường sinh cốc hữu ý vắng vẻ hắn lúc này hắn cũng đồng dạng không quan tâm bởi vì ở trong mắt hắn xem ra trường sinh cốc cao ngạo không được bao lâu trong tương lai không xa trong cuộc sống trường sinh đạo thống sẽ là bọn hắn vạn thọ quốc thiên hạ theo vạn thọ thân vương, tương lai bọn hắn vạn thọ quốc trưởng chấp trường sinh đạo thống. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên, bọn hắn vạn thọ quốc đã đã trở thành trường sinh đạo thống đệ nhất đại truyền thừa, đã có được trường sinh đạo thống cường đại nhất vũ lực. Có thể nói tại vũ lực phương diện, bọn hắn vạn thọ quốc đã đã vượt qua trường sinh cốc rồi, cho nên trên vạn thọ quốc phía dưới, bất luận là bình thường đệ tử còn là từ thân vương, trong nội tâm đều cho rằng hôm nay trường sinh cốc đã xuống dốc rồi xa không bằng bọn hắn vạn thọ quốc. Cũng chính bởi vì như thế, vạn thọ quốc tương lai trưởng chấp trường sinh đạo thống quyền hành, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, trường sinh cốc trưởng chấp trường sinh đạo thống quyền hành đã đủ và rồi, nên thay người thời điểm rồi. Chương một khen thưởng các ngươi đấy cút đi. Vạn thọ thân vương ngồi trên đại tòa bên trong, thần thái lạnh lùng, đệ tử của hắn khoanh tay đứng hai bên trái phải, hơn nữa đệ tử của hắn đều là tay đè chui kiếm, ánh mắt sẵn giọng, rất có một bộ mài đao soàn soạt dáng dấp, thần thái bất thiện. Phải biết, nơi này chính là trường sinh cốc, trường sinh cốc thế nhưng mà trưởng chấp lấy trường sinh đạo thống chính thống truyền thừa. Tại một cái đạo thống bên trong, môn phái khác đệ tử cường giả nếu là ở chính thống ở trong, chỉ sợ đều sẽ ngoan ngoãn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tại chính thống trên địa bàn, thậm chí là cẩn trọng. Nhưng vạn thọ thân vương thậm chí là bên cạnh hắn đệ tử, đều không có loại này giác ngộ, thậm chí tự như nơi này là bọn hắn sau hoa viện đồng dạng, đặc biệt là vạn thọ thân vương các đệ tử tay đè chui kiếm, rất có một bộ một lời không hợp liền đồng thủ giáng dấp, đây là lai giả bất thiện, cũng là không đem vạn thọ quốc để vào trong mắt. Theo thời gian một khắc lại một khắc đi qua, trường sinh cốc vẫn là không có đại nhân vật ra mặt tới đón nán lại vạn thọ thân vương tự hồ hữu ý cho vạn thọ thân vương lạnh băng ghế bản ngồi đồng dạng. Vạn thọ thân vương trong đôi mắt lộ ra cười lạnh, dùng không được bao lâu, sẽ có thế tận mắt thấy trường sinh cốc tại chiến hỏa trong kêu trên một ngày như vậy, hắn sẽ có dương oai ở nơi này một ngày như vậy. Đại sư Huynh đến, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, một tiếng quát khẽ vang lên, lý thất dạ đi đến, bên người có phạm diệu chân đi theo, Ngoài trừ phạm diệu chân về sau, còn có một chút đệ tử đi theo, theo cường tráng lý thất giả trận chiến trận. Đi vào đại đường về sau, lý thất giả liếc nhìn vạn thọ thân vương một cái, rì rì nói, người đến chuyện gì? Lý thất giả như thế cao cao tại thượng thái độ. Lập tức là chọc giận tới vạn thọ thân vương bên người đệ tử, phải biết, bọn hắn sư tôn từng quét ngang bát phương, tay cầm binh quyền, là trường sinh đạo thống trong một vị khó lường nhân vật, chính là một tôn tiểu cảnh chân thần. Vạn thọ thân vương lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nhưng hắn không có tức giận, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào. Thân vương, này chính là chúng ta trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, cũng là đại sư huynh của chúng ta. Phạm Diệu Chân từ từ nói. Phạm cô nương, bổn tọa tới đây, chính là muốn gặp trường sinh chân nhân. Vạn thọ thân vương lạnh lùng nói. Trường sinh chân nhân, đâu là ngươi nói gặp tự muốn gặp đấy. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, nói ra, có chuyện gì, tự cứ việc nói đi, chớ lãng phí thời gian của ta. Ngươi vạn thọ thân vương lập tức hai mắt mãnh liệt, ánh mắt sẵn giọng, lạnh lùng nói, ta sợ muốn nói chuyện sự tình, không phải ngươi một cái vô danh tiểu bối có khả năng làm chủ đấy. Thân vương, hiện do chúng ta đại sư huynh đương gia làm chủ, trường sinh đạo thống sự tình, đều có thể do đại sư huynh của ta làm chủ. Phạm Diệu Chân nói ra, ở trong mắt người khác, Lý Thất giả dạ có lẽ là một cái vô danh tiểu bối nhưng phạm diệu chân tựu không đồng dạng rồi nàng là trường sinh chân nhân tọa hạ đại đệ tử bách hoa cốc đại sư tỷ lời của nàng tại trường sinh đạo thống đều là có không nhỏ phân lượng có chuyện nói mau có trắm mau thả lý thất dạ không kiên nhẫn khoát tay nói ra rút thời gian gặp ngươi đã là vinh hạnh của ngươi rồi nhanh chóng nói cung vọng vạn thọ thân vương bên người đệ tử lập tức quát lớn phát tay đệ chui kiếm vả miệng, lý thất dạ liền nhìn đều chẳng muốn đi liếc nhiều, phân phó nói ra. Đùng, đùng, hai cái cái tác vang lên, tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó. Phạm Diệu chân tự mình ra tay, hai cái cái tác hung hăng quất vào người đệ tử này trên mặt, rút được khóe miệng của hắn chảy rồng máu tươi. Vạn thọ thân vương đệ tử tuy nhiên không tầm thường, nhưng là so về Phạm Diệu chân cái này đại sư tỷ đến, vậy lộ ra kém xa rồi. Ngươi, người đệ tử này cùng nộ, nhưng lại bị vạn thọ thân vương ngăn cản. Trường sinh cốc là bậc nào chi địa, trưởng vô thượng quyền hành, liền coi ngươi là đợi hoàng đế ở đây, cũng chớ có cùng ngôn. Phạm Diệu chân ánh mắt lạnh như băng, sát ý dạt dào. Phạm Diệu chân cái này đại sư tỷ cũng không có một nhã lan. Tần thực dược dễ nói chuyện như vậy, một khi đụng với đại sự, nàng tuyệt đối là sát phạt quyết đoán. Tốt, xem như ta dạy bảo vô phương vạn thọ thân vương ngăn lại tự mình đệ tử về sau, lạnh lùng chầm chầm vào lý thất dạ. Tại còn không có thăm dò rõ ràng trường sinh cốc hư thật trước kia, bọn hắn cũng không vội ở nhất thời, cuối cùng, hắn từ từ nói, đã đại sư huynh có thể làm chủ, đó là không thể tốt hơn, hôm nay ta đến chính là mang theo tin vui mà đến đấy, trường sinh cốc cùng vạn thọ quốc vốn là thân như một nhà, làm gì động trang qua đây này. Nói xong vạn thọ thân vương vỗ tay hắn tiếng vỗ tay rơi xuống về sau, ngoài cửa đệ tử là một cái lại một cái rương hòm dơ lên tiếng đến, ngay sau đó là một cái lại một cái rương hòm mở ra. Hỏa tình ngọc nhãn một trương, bách linh bảo châu một đôi, thiết đan quán thạch trăm cân, linh hy tuyền thủy một lọ, hồn thụ sai một cái, thạch học thánh ba một hộp. Những này đệ tử từng cái báo hát lấy cái này từng rương bảo vật đích danh xưng, cuối cùng cùng kêu lên nói ra, cộng trân bảo 18 rương. Đem làm đệ tử đều báo xong mấy về sau, vạn thọ thân vương đứng lên, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, bổn tọa hôm nay đến. Chính là vì việc vui mà đến. Trường sinh cốc mục thần y chính là y thuật cao minh, mỹ mạo động lòng người, đã là kết hôn niên kỷ. Chúng ta vạn thọ quốc hoàng hiền chất, chính là trước mắt trụ cột chi tài, hiếm có thiên tài. Hắn cùng với mục thần y chính là tình đầu ý hợp. Thân vương, cẩn ngôn. Tại vạn thọ thân vương lời còn chưa nói hết thời điểm, Phạm Diệu Chân đã cắt đứt hắn mà nói, lãnh đạm nói, ta sư muội chính là trong sạch khuê nữ, chớ có nói bậy. Một khi làm việc đến, Phạm Diệu Chân tuyệt đối sẽ không hàm hồ, tuyệt đối là một cái sẵn giọng quyết đoán người. Cho nên vạn thọ thân vương một câu chi chênh lệch, nàng cũng không chút nào tuyệt tình diện. Khục vạn thọ thân vương ho khan một tiếng, nói ra, tóm lại đâu này, một thần y cùng chúng ta hoàn hiện chất chính là trai tài gái sắc, thiên tạo một đôi, thiết một đôi, cho nên bổn tọa bị bệ hại nhờ vả đến đây làm mối, đặc biệt đưa lên xính lễ một phần, nho nhỏ lễ mọn, chớ trách móc. Bác tự cũng còn không có nhếch lên, cũng mặc kệ trường sinh cốc cùng bất đồng gian, vạn thọ thân vương trực tiếp là nói xính lễ, cái này đâu chỉ là hùng hổ dọa người, cái kia quả thực tự là cường lấy. Đích thật là lễ mọn, lý thất giả đã cắt đứt vạn thọ thân vương mà nói, tùy ý nói, cái gì 18 rương trân bảo, 18 rương đồng nát sắc vụn mà thôi, cầm đi đi, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó a. À. Nghe được khen một thanh âm vang lên, chỉ thấy lý thất dạ tiện tay quăng ra, chính là một mai chân tệ lăn rơi trên mặt đất. Đem làm cái này chân tệ lăn rơi trên mặt đất thời điểm, nháy mắt tản mát ra đế uy, chân khí thoáng cái tràn ngập toàn bộ đại đường, như vậy đế uy tràn ngập thời điểm, lập tức nhiều người ở chỗ này cũng không khỏi cảm thấy hít thở không thông. Đế tệ chứng kiến cái này lăn rơi trên mặt đất chân tệ, liền phạm diệu chân đều thoáng cái trợn trong mắt ở đây tất cả mọi người đều thoáng cái sững sờ ở này bên trong một mai chân đế chi tệ đây là cỡ nào vật trân quý chân đế cấp bậc chân thạch đều đã là cực ít cực ít theo chân đế cấp chân đế khác cắt đúc mà thành chân tệ giá trị của nó tựu không cần nhiều lời rồi có tư cách cắt đúc cái này cấp bậc chân tệ truyền thừa hoặc cá nhân cái kia cũng không nhiều hiện tại lý thất dạ tiện tay quăng ra tựu là một mai chân đế cấp bậc chân tệ đây chính là hàng thật giá thật đế tệ nha tại bất kỳ một cái nào môn phái trong truyền thừa không phải ai đều có thể dùng đế tệ đấy quảng chi là trường sinh tục loại này có thể trưởng chấp đạo thống chính thống rồi cũng không phải ai cũng có thể sử dụng đế tệ đấy bình thường cũng phải là lão tổ cấp bậc hơn nữa là vị trí rất cao lão tổ mới có thể dùng đế tệ đối với bất kỳ một cái nào môn phái truyền thừa thậm chí là đạo tổng mà nói đế tệ đó là cực kỳ quý giá tài nguyên hiện tại lý thất giả tiện tay quăng ra tựu là một mai đế tệ hơn nữa vậy như là ném rác rưỡi đồng dạng hoặc là nói là như ném một đồng tiền đồng tiền như vậy căn bản liền không đáng giá được nhắc tới đó là cỡ nào bá khí cách làm lý thất giả lấy được cuồng tổ tư tàn chính là đế tệ đối với hắn mà nói vậy coi như được cái gì trong tay hắn nắm giữ đế tệ đó là để cho người không cách nào tưởng tượng đấy mặc dù nói vạn thọ thân vương chỗ mang đến 18 rương trân bảo nghe là 10 phần dọa người, nhưng vậy cũng chẳng qua là bình thường trân bảo mà thôi, quản chi là 18 rương nhiều trân bảo, cũng xa xa so ra kém lý thất dạ như vậy một mai đế tệ. Không muốn nói là vạn thọ thân vương, liền phạm diệu chân đều bị giật mình. Tiện tay tự ném một mai đế tệ đuổi người, như vậy xa xỉ phái đoàn, cái kia giảng tự là siêu cấp phá gia chi tử coi như là vạn thọ thân vương thoáng cái cũng đều mong trong đó rồi, hắn cũng không có nghĩ qua lý thất dạ như thế không theo lý ra bài, quản chi trường sinh cốc là cự tuyệt cái này một cái cọc việc hôn nhân, nhưng là không phải như thế sáo lộ. Lý thất dạ đây quả thực là một lời bất hòa, trực tiếp dùng tiền đem bọn họ đập chết rồi. Một đám nghèo bức mà thôi, nghèo đến bỏ đi, cũng muốn lấy ta sư muội, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lý thất giả phất tay, nói ra, cái này đế tệ tự khen thưởng các ngươi rồi. Trở về mua chút thịt ăn đi. Phạm Diệu Chân đều cười khổ một cái, nàng đều trực tiếp nói không ra lời. Một mai đế tệ cầm lấy đi mua thịt ăn, đó là ăn không hết núi thịt. Lý thất giả tiện tay tự ném ra một mai đế tệ đuổi bọn hắn, lúc này nói vạn thọ thân vương cũng không khỏi vì đó xấu hổ, giờ khắc này chính hắn đều có điểm hoài nghi mình phải hay là không nghèo đến bỏ đi rồi. Dù sao so về loại này động một chút lại ném ra đế tệ đuổi người khác xa xỉ thổ hào đến, bọn hắn đích thật là nghèo được khó coi. Vạn thọ thân vương thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng từ từ nói, chúng ta chính là lễ bạc tình bạc nghĩa nghĩa trọng. Quan trọng là, Nam nữ song phương là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Một đám nghèo bức, cũng dám nói với ta cái rắm môn đăng hộ đối. Lý thất giả đã cắt đứt vạn thọ thân vương mà nói, nói ra, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, môn hạ của ta sư mùi, lại đâu là các ngươi có thế trèo cao đấy. Tại nơi này cao càng hậu, phạm diệu chân ngoại trừ cười khổ còn là cười khổ, bọn hắn trường sinh cốc đương nhiên là sẽ không theo vạn thọ quốc làm như vậy quan hệ thông gia, mục nhã lan cũng sẽ không đến vạn thọ quốc đi, như vậy một việc hôn sự là tuyệt đối cự tuyệt đấy. Nhưng, lý thất giả như vậy cự tuyệt phương thức, cái kia thật sự là quá mức đơn giản thô bạo rồi, cái kia quả thực tự là một cước giẫm nát người khác trên mặt, ba 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 quốc mạnh cái tác, căn bản liền không để cho đối phương tình cảm. Phạm Diệu Chân cảm giác mình làm sự tình đã đủ lăng lệ ác liệt bá đạo, nhưng cùng lý thất dạ vừa so sánh với, cái kia quả thực tự là gặp dân chơi thứ thiệt, lăng lệ ác liệt bá đạo, cái kia quả thực tự là không đáng giá được nhắc tới. Ngươi cần phải chú ý lời nói của ngươi rồi. Ở thời điểm này, vạn thọ thân vương lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, chúng ta vạn thọ quốc lại đâu là ngươi có thế mở miệng nhục mà đấy. Mặc kệ cái này một cái cọc việc hôn nhân có được hay không, lý thất giả thái độ như vậy lập tức cho bọn hắn vạn thọ quốc bắt được tay cầm, đây chính là trường sinh cốc thất lễ trước đây, chớ trách bọn hắn vạn thọ quốc vô lễ.